Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 38. Chia tay võ đang, đám người Dương Bách Xuyên cũng quay trở về Vân Môn. Về tới nhà, Dương Bách Xuyên vẫn tới thăm bà nội trước, lúc nhìn thấy bà nội, Viên Kim Phượng và U Dương Ngọc Thanh đang ngồi nói chuyện với bà. Sau khi Viên Kim Phượng và U Dương Ngọc Thanh nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất hiện, vành mắt hai người đỏ bừng như sắp khóc tới nơi, có điều lại bị ánh mắt sắc bén của Triệu Nam nhìn chằm chằm. Vậy nên hai người mới nén nước mắt lại. Cả Vân Môn, chỉ có mấy người biết Dương Bách Xuyên gặp nạn trên đảo Hồng Kông, ngoài Viên Kim Phượng U Dương Ngọc Thanh thì có thêm cả đạo trưởng Phương nữa. Mọi người đều giấu giếm bà nội và những người khác, chuyện này Dương Bách Xuyên cũng biết. Sau khi nói chuyện với bà nội một lúc, Dương Bách Xuyên bước ra khỏi phòng, ý bảo Viên Kim Phượng và U Dương Ngọc Thanh cũng đi theo. Trong khoảng thời gian này, hai người đều rất tiều tụy, nhất là Viên Kim Phượng, gần như là gầy trơ xương. Sau khi biết Dương Bách Xuyên gặp nạn trên đảo Hồng Kông, cô liền tự coi mình là sao chổi, suốt ngày nơm nớp lo sợ tự trách bản thân, cầu nguyện ông trời cho Dương Bách Xuyên không sao, có thể bình an trở về. Bây giờ anh quay lại rồi, Viên Kim Phượng và U Dương Ngọc Thanh cũng có thể an tâm. Có điều, trong lòng Viên Kim Phượng đã để lại bóng ma tâm lý. Sau khi đi ra khỏi phòng bà nội, bước tới phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn ra Viên Kim Phượng và U Dương Ngọc Thanh đang lo lắng cho Dương Bách Xuyên, ai cũng lấy cớ về phòng nghỉ ngơi. Đợi mọi người rời đi, U Dương Ngọc Thanh đỏ mắt, Dương Bách Xuyên cầm lấy tay của cô nói, cô U Dương, em về rồi đây. Về là tốt cô không nói nhiều, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy lo lắng và tình yêu dành cho Dương Bách Xuyên. Nếu không phải Viên Kim Phượng vẫn còn ở đây, cô chỉ muốn nhào vào lòng anh, chỉ sợ tất cả chỉ là giấc mơ. Dương Bách Xuyên đã chủ động ôm và vỗ vai cô để an ủi, anh có thể tưởng tượng được sự lo lắng của tất cả bạn gái khi nghe được tin mình xảy ra chuyện. Lúc này, Viên Kim Phượng đỏ hoe mắt lặng lẽ đi ra khỏi phòng khách, trong lòng cô sớm đã hạ quyết tâm, nếu như lần này Dương Bách Xuyên có thể trở về, cô sẽ rời đi, tránh anh thật xa, biến mất khỏi thế giới của Dương Bách Xuyên để không khác tới anh. Viên Kim Phượng nghĩ Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện đều là do cô chính là khắc tinh, chỉ khi rời khỏi Dương Bách Xuyên thì anh mới có thể an toàn được. Cô yên lặng rời khỏi phòng khách. Sau khi U Dương Ngọc Thanh bình tĩnh lại, cô lau nước mắt rồi vội vàng nói, mau đi thăm em Kim Phượng, mấy ngày nay em ấy là người lo lắng cho em nhất, lúc nào cũng cầu nguyện để em có thể trở về, hơn nữa, cô cứ có cảm giác em ấy đang không ổn. Vừa rồi, cô đã không khống chế được tâm trạng, nhưng vẫn phát hiện Viên Kim Phượng đã đi ra ngoài. Lúc này, cô để Dương Bách Xuyên nhanh chóng đuổi theo. Được, mấy hôm nay vất vả cho cô rồi, buổi tối em lại tới thăm cô đi nghỉ ngơi đi. U Dương Ngọc Thanh đỏ mặt, cô gật đầu để Dương Bách Xuyên đuổi theo Viên Kim Phượng. Đối với việc Viên Kim Phượng đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều, anh cứ nghĩ là cô xấu hổ, vừa bước ra khỏi phòng khách, không nhìn thấy Viên Kim Phượng, vì thế anh đã tới thẳng nhà cô, nhưng tới nhà cũng không thấy bóng dáng Viên Kim Phượng đâu. Lần này, Dương Bách Xuyên có chút nóng nảy, anh phóng linh thức tìm trong phạm vi 3.000 mét, rất nhanh đã tìm được Viên Kim Phượng, chỉ thấy cô ngồi một mình bên hồ tiên nữ. Dương Bách Xuyên khẽ cười, sau đó anh nhảy lên bay thẳng về hướng hồ tiên nữ, anh vẫn nhớ đây là nơi hai người xảy ra một màn xấu hổ, cô có thể tới nơi này cũng không có gì lạ cả. Bay tới núi tiên nữ, Dương Bách Xuyên cười gọi lớn, chị Kim Phượng, sao chị lại chạy tới đây? Nhưng một giây sau, anh thấy Viên Kim Phượng vội vàng đưa tay lên lau mặt rồi mới quay đầu lại, có điều Dương Bách Xuyên vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của cô, rõ ràng là vừa mới khóc. Anh đau lòng đi tới ngồi xuống cạnh cô, anh nắm lấy tay cô nói, chị Kim Phượng, U Dương Ngọc Thanh là ân nhân cũng là cô giáo của em, chuyện của cô ấy em cũng đã nói với chị rồi. Nhóc Xuyên, không phải, chị không ghen, cũng không có tư cách để ghen, Viên Kim Phượng đỏ mắt cắt ngang lời anh. Về chuyện Dương Bách Xuyên có bao nhiêu người phụ nữ, lúc ở đảo Hồng Kông, Dương Bách Xuyên cũng đã thẳng thắn nói cho cô biết, cô cũng giống như anh, cô không cần gì khi đến với Dương Bách Xuyên cả, một quả phụ như cô thì có yêu cầu gì được, vậy nên cô đã chấp nhận lời của Dương Bách Xuyên, chỉ cần trong lòng anh có cô là được. Viên Kim Phượng đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần, cô có thích Dương Bách Xuyên, thích thằng nhóc nhà hàng xóm kém mình mấy tuổi này, đáp án chính là thích,
hơn cả thích cô còn rất yêu anh. Chính vì như vậy, sau khi trải qua sự kiện Dương Bách Xuyên bị ám sát, cô càng cảm thấy mình nên rời khỏi anh hơn. Lần này Dương Bách Xuyên có thể sống sót trở về từ đảo Hồng Kông, nhưng lần sau thì sao? Phải hạ quyết tâm rời xa anh, trong lòng cô sao có thể dễ chịu được, cô một mình thẫn thờ đi tới Hồ Tiên Nữ, nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chị Kim Phượng, chị sao thế? Dương Bách Xuyên cảm thấy Viên Kim Phượng có gì đó không đúng. Nhóc Xuyên, chúng ta chia tay đi. Ánh mắt cô né tránh Dương Bách Xuyên. Chị Kim Phượng, chị đang nói nhảm cái gì vậy, sao thế? Dương Bách Xuyên có chút bối rối. Chị nghĩ chúng ta không hợp nhau, em quá đào hoa, chị muốn tìm một người yêu chị, cho chị một mái nhà, vì thế chúng ta chia tay thôi. Viên Kim Phượng run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thật sự rất mông lung, anh không biết Viên Kim Phượng đã xảy ra chuyện gì. Nếu như là vì chuyện anh đào hoa, ngay từ đầu anh đã nói với cô về những người phụ nữ ở bên cạnh, cả những chuyện giữa anh và bọn họ, thật ra cũng phải là đa tình giống như chơi bời, nhưng Dương Bách Xuyên không hề có ý nghĩ đó, càng không hề phụ lòng bất kỳ ai, anh chịu trách nhiệm với mỗi người phụ nữ. Lúc đó Viên Kim Phượng còn nói, cô ấy không quan trọng, chỉ cần trong lòng anh có cô là đủ rồi, cô còn nói cả đời này sẽ không kết hôn. Đồng ý làm người phụ nữ đứng sau Dương Bách Xuyên. Mới có mấy ngày, cô đã lật lọng sao? Điều này khiến Dương Bách Xuyên hơi khó chịu, thậm chí có chút tức giận. Nhưng sau đó, anh thấy Viên Kim Phượng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đột nhiên Dương Bách Xuyên như hiểu ra điều gì đó. Anh đặt tay lên mặt cô, để cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, Dương Bách Xuyên thấp giọng nói, chị Kim Phượng, chị nhìn thẳng vào mắt em, sau đó nhắc lại lời vừa nãy. Viên Kim Phượng run rẩy, chị. Nhìn Dương Bách Xuyên, cô không nói được lời nào, cũng không dám nhìn anh. Dưới ánh mắt hăm dọa của Dương Bách Xuyên, Viên Kim Phượng hoảng sợ buột miệng nói, nhóc Xuyên, chúng ta ở bên nhau thì chị sẽ khác em. Chị biết, chị là một người không chu toàn, nếu lần này em thật sự xảy ra chuyện, cả đời chị sẽ không thanh thản, hu hu. Viên Kim Phượng sụp đổ, cuối cùng cô cũng nói hết ra những suy nghĩ của mình. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ thở dài, quả nhiên là cô vẫn đang lo lắng chuyện này. Làm cho Dương Bách Xuyên nghe xong thì dở khóc dở cười. Vớ vẩn, nếu tin cái này thì anh có thể chết được vạn lần rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên mới biết, tâm trạng Viên Kim Phượng đã bị ảnh hưởng rất lớn, có nói gì thì cô cũng nghe không lọt tai, chỉ còn cách đợi cô bình tĩnh lại, nghĩ thông suốt thì anh mới có thể nói cho cô biết, người tu chân chính là nghịch thiên cải mệnh. Khắc cái gì mà khắc, đây chỉ là bóng ma trong lòng cô mà thôi. Nhìn Viên Kim Phượng đang khóc như mưa, người nào đó họ Dương đã quyết định dùng bạo lực để an ủi cô, có lẽ đó mới là lựa chọn tốt nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Viên Kim Phượng bị hành động đột ngột của Dương Bách Xuyên dọa sợ, cô phản kháng nhưng lại khiến anh càng kích động hơn, sau đó trong đầu cô là một mảnh trống rỗng, cuối cùng cũng từ bỏ kháng cự. Một giây sau, Dương Bách Xuyên ôm Viên Kim Phượng nhảy vào trong Hồ Tiên Nữ. Ôn lại hơi ấm của ngày xưa. Một lát sau, hai người biến thành một đôi uyên ương đạp nước. Sau trận chiến, Viên Kim Phượng treo cờ trắng cầu xin tha thứ, Dương Bách Xuyên cười gian trá, anh vỗ vào nơi nào đó của cô, nhớ kỹ, người đàn ông của chị, Diêm Vương cũng không dám lấy mạng, hơn nữa lần này không liên quan gì đến chị cả. Là bởi vì chị Mai, sau này không cho phép suy nghĩ linh tinh nữa, nếu không, người tổn thương không phải chỉ có một mình chị mà còn cả em nữa, chị cho rằng chị rời đi là không có chuyện gì sao? Ở Hồ Tiên Nữ, Dương Bách Xuyên đã nói rất nhiều chuyện với Viên Kim Phượng, từ những việc sinh hoạt nhỏ nhặt nhất hay là tới những chuyện lạ trên con đường tu chân, cuối cùng cũng hóa giải được vướng mắc trong lòng Viên Kim Phượng. Sau khi trời tối thì hai người mới trở về thôn, Viên Kim Phượng tới nhà ba mẹ cô. Dương Bách Xuyên đã sắp xếp nhà ở cho họ ở làng cổ Vân Môn. Sau khi trở về, nghe Thu Vân nói chính cung nương nương và vô tình đều đã đi bế quan, buổi tối chỉ có U Dương Ngọc Thanh vẫn chưa đi bế quan, cô đang chăm sóc cho bà nội. Đêm khuya vắng người, Dương Bách Xuyên đi tới phòng U Dương Ngọc Thanh, cho tới nay anh vẫn chưa chăm sóc tốt cho mấy người phụ nữ, anh chạy đông chạy tây ở bên ngoài, sau cùng là vụ nổ ở đảo Hồng Kông,
điều anh tiếc nuối nhất chính là không ở thể ở bên cạnh những người phụ nữ của mình nhiều hơn. Trải qua lần sinh tử này, bên trong Dương Bách Xuyên đã xảy ra hai thay đổi lớn. Thứ nhất là sát khí của anh đã tăng lên rất nhiều, nếu không thì lần này anh đã không giết gần 100 người nhà họ Hồng. Thứ hai, anh dịu dàng và trân trọng người thân bạn bè của mình hơn, khi anh gặp nạn trên đảo Hồng Kông, hành động của Triệu Nam và những người khác đã chứng minh, sự kiên trì của anh là không sai. Đi tới phòng của U Dương Ngọc Thanh, anh gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời, Dương Bách Xuyên khẽ đẩy, cửa phòng không khóa. Anh vui vẻ bước vào trong. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt anh, Dương Bách Xuyên khẽ mở mắt, anh yên lặng. Lấy cánh tay của U Dương Ngọc Thanh đang đặt trên ngực mình ra. Sau khi đứng dậy, anh đắp chăn cho U Dương Ngọc Thanh, mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài. Lăn lộn cả tối mà anh vẫn dồi dào sức lực, nhưng U Dương Ngọc Thanh cũng giơ cờ trắng xin tha. Điều khiến Dương Bách Xuyên cười khổ là, anh phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, khi tu vi của anh tăng lên thì những năng lực về phương diện khác của đàn ông cũng ngày càng mạnh hơn. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, dù sao thì tối qua anh đã ngủ với liên tiếp với Viên Kim Phượng không ngừng nghỉ, cho tới khi bọn họ không còn mảnh vải che thân, nhưng anh lại không hề hạ hỏa. Đi tới cửa chính, đang chuẩn bị lên núi thăm Tử Tiên Lão Đầu, Triệu Nam đã nói với anh chuyện lúc trước cô đi tìm Tử Tiên Lão Đầu, cả những lời mà Tử Tiên Lão Đầu đã nói với cô, hoặc có thể xem như là một lời hứa. Trong lúc cảm động, trong đầu Dương Bách Xuyên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, lẽ nào Tử Tiên Lão Đầu đã khỏi bệnh điên rồi? Vừa đi ra khỏi cửa, mới sáng sớm Dương Bách Xuyên đã nghe được tiếng cười hả hê từ phía xa, nghe như đang luyện võ. M. Thanh hình như phát ra từ sân luyện võ lão thôn, lúc trước khi lão thôn được xây dựng lại, anh đã đặc biệt căn dặn Trần Thất Thiên phải xây một sân tập võ, có điều từ khi Vân Môn rời đi, cũng chưa từng sử dụng qua, nguyên nhân chủ yếu là Vân Môn có quá ít người, không ai tới sân luyện võ mà thôi. Mặc dù là tu chân giả nhưng Dương Bách Xuyên biết, giai đoạn mới bước vào tu chân, luyện tập quyền cước rất cần thiết, động tác trong khi đánh nhau, đôi khi sẽ quyết định kết quả của một hồi chém giết. Vì tò mò, Dương Bách Xuyên nghĩ đến việc tới sân tập võ, anh muốn xem, ai đang luyện võ trong sân luyện tập của Vân Môn. Nghe âm thanh này, hình như còn có không ít người. Anh biết, ba người đồ đệ của mình vẫn đang trong thời gian bế quan, phụ nữ của Vân Môn cũng không có thói quen tập võ, anh thật sự rất tò mò. Vừa đi được vài bước, điện thoại trong túi đã vang lên. Anh cầm lên nhìn, trong lòng khẽ run lên, là Tề Đại Băng gọi tới. Không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng biết cậu ta muốn hỏi về chuyện của chị Mai, nghĩ tới chị Mai, Dương Bách Xuyên lại không hỏi áy náy. Nói cho cùng thì chị Mai cũng bị anh liên lụy, tới chết chị ấy cũng không biết nhà họ Hồng thế gia võ cổ đã dùng trò ấy để đối phó với anh. Mặc dù nhà họ Hồng đã bị xóa sổ, nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy xấu hổ. Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng của Tề Đại Băng vang lên, nhóc Xuyên cậu có thấy chị Mai không? Lạ thật đấy. Chị Mai mất tích 4 ngày rồi, tôi đang lo sốt cả ruột đây, công ty điện ảnh và truyền hình cũng bùng nổ rồi, khắp nơi đang tìm chị Mai, tôi cũng chỉ muốn hỏi chút, cậu có biết tung tích của chị Mai không? Dương Bách Xuyên nghe Tề Đại Băng nói vậy, trái tim anh thắt lại, nhưng anh cũng không dám nói sự thật, vậy nên mới chuẩn bị nói dối. Ho khan vài tiếng, anh nói, đêm hôm ấy, ăn tối xong tôi rời khỏi nhà chị Mai, cũng không gặp chị ấy lần nào nữa. Sau đó thì trở về đại lục. Kẻ bắt cóc chị Mai là người nhà họ Hồng, cường giả tiên thiên, Dương Bách Xuyên tin chắc người thường sẽ rất khó điều tra được, vì vậy anh mới nói dối Tề Đại Băng, có lẽ là sẽ giấu giếm được. Quả nhiên, Tề Đại Băng nghe xong liền tin, anh nói qua điện thoại, bỏ đi, tôi cũng không tìm nữa, nhà chị Mai là gia đình có tiếng nói ở đảo Hồng Kông, mạng lưới quan hệ rộng, chị ấy nói với tôi sẽ đi thăm em gái, chắc là về nước rồi. Một người quản lý như tôi cũng thể can thiệp chuyện riêng tư của chị ấy, kệ đi, ngày mai tôi phải đi Thái Lan, nhóc Xuyên đợi tôi về sẽ tới tìm cậu, mwas mwas. Dương Bách Xuyên nghe Tề Đại Băng nói vậy, không hiểu sao trong lòng anh lại thở dài, bên ngoài anh tỏ ra như không có gì, nhưng đối với cái chết của chị Mai, anh vẫn luôn cảm thấy canh cánh trong lòng, cho rằng chị ấy chết là vì anh. Tề Đại Băng không hỏi, anh sẽ bớt đi một phần áp lực. Nghe Tề Đại Băng nói chị Mai còn có một cô em gái đang ở trong nước, anh nghĩ, nếu như có thể,
anh hy vọng có thể bù đắp cho người nhà của chị Mai. Dương Bách Xuyên thuận miệng hỏi, Tề Đại Băng, cậu nói chị Mai còn có một cô em gái. Đúng thế, tôi mới thấy qua ảnh, em gái của chị Mai trông rất giống chị ấy, thậm chí còn trẻ trung xinh đẹp hơn chị ấy nhiều. Đáng tiếc là, tôi từng nghe chị Mai nói qua một lần, từ nhỏ em gái chị ấy đã xuất gia làm ni cô, bởi vì từ nhỏ đã ốm yếu, đến khi đi tu ở một đạo quán nào đó thì mới khỏi bệnh. Có địa chỉ cụ thể không? Dương Bách Xuyên hỏi. Nếu như anh đã biết chị Mai còn một cô em gái trong nước, anh sẽ nghĩ cách để đền bù. Ai da, nhóc Xuyên, thế nào, cậu định theo đuổi em gái của chị Mai sao? Không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao, từ nhỏ em gái chị ấy đã xuất gia làm ni cô rồi, cho nên cậu có muốn cũng không được đâu, ha ha. Tề Đại Băng trêu chọc Dương Bách Xuyên qua điện thoại. Mẹ kiếp, tôi còn chưa gặp mặt người ta thì theo đuổi cái gì? Hơn nữa người anh em của cậu giống người thiếu phụ nữ sao? Ý của tôi là, nếu như em gái của chị Mai đang ở trong nước, chị Mai gọi tôi một tiếng em trai thì tôi cũng nên chăm sóc người nhà chị ấy một chút, đúng không? Dương Bách Xuyên thuận miệng nói. Ha ha, cậu xem kìa, tôi chỉ giỡn chút thôi mà, hồi còn đi học, ai chẳng biết anh Dương đẹp trai, không thiếu phụ nữ bên cạnh, hoa hậu giảng đường Liễu Linh Linh còn phải theo đuổi cậu, tiền tiểu bối, Lâm Hoan cũng suốt ngày vây lấy cậu. À đúng rồi, nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tôi cũng không liên lạc với Liễu Linh Linh, cậu có liên lạc với bọn họ không? Đợi tôi đi Thái Lan về, chúng ta tụ tập bạn học cũ, đến khi đó, tôi muốn làm chị em với Liễu Linh Linh và đám Lâm Hoan, hi hi. Tề Đại Băng càng nói càng vui vẻ. Mà Dương Bách Xuyên thì càng nghe càng buồn bực, anh mắng thầm, bê đê chết tiệt, càng nói càng lạc đề. Anh ho khan hai tiếng, Lâm Hoan đang ở cố đô. Cậu về tìm tôi lúc nào cũng được, Liễu Linh Linh ở Pháp, tôi không liên lạc với tiền tiểu bối, chuyện này nói sau đi, cậu nói địa chỉ em gái chị Mai cho tôi trước đã. Địa chỉ cụ thể rõ ràng thì chị Mai không nói, tôi nhớ chị ấy chỉ bảo ở Ba Thục. Dương Bách Xuyên không hỏi được thông tin gì có ích từ BD nữa, nhưng anh nói thêm, à đúng rồi, người nhà của chị Mai đang ở đảo Hồng Kông à. Chị ấy không còn ai nữa rồi, bố chị ấy mất sớm. Mẹ thì tái hôn di cư tới Mỹ, chị Mai được chú nuôi dưỡng. BD nói. Thế này nhé, sau này nhà chú chị Mai có chuyện gì thì nói với tôi một tiếng, là bạn bè, giúp được gì thì tôi sẽ giúp. Dương Bách Xuyên nói với BD. Ai da, nhóc Xuyên, nghe cậu nói cứ như đang chia buồn với gia đình nhà người ta ấy nhỉ, nghiêm trọng quá. BD đáp. Dương Bách Xuyên chợt bừng tỉnh, quả thật anh dùng giọng điệu để chia buồn với người nhà. Dương Bách Xuyên vội chuyển chủ đề, dặn dò BD nhớ tu luyện M Dương Công. Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng anh âm thầm quyết định, trở về hỏi thăm tin tức em gái chị Mai, em gái là người thân duy nhất trên đời của chị Mai. Để tìm kiếm sự an ủi, Dương Bách Xuyên đã quyết định khi nào sẽ đến Ba Thục để tìm em gái của chị ấy. Cất điện thoại, Dương Bách Xuyên nhấc chân tiếp tục đi về phía sân tập. Trong lòng anh đang nghĩ tới chuyện ở Liễu Linh Linh, lâu như vậy cũng không có tin tức xấu nào về cô. Lâm Hoan vẫn thường xuyên liên lạc với Liễu Linh Linh, điều này chứng tỏ tạm thời cô vẫn an toàn. Dương Bách Xuyên đang nghĩ, có nên đợi mấy hôm nữa, anh trực. Tiếp tới Pháp tìm rồi đón cô về. Tết năm nay Liễu Linh Linh cũng không về nước, anh định tối gọi điện cho Lâm Hoan hỏi xem tình hình của Liễu Linh Linh thế nào. Chỉ mãi nghĩ tới Liễu Linh Linh. Không biết đã đến sân luyện võ từ lúc nào, bên tai nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Vừa ngẩng đầu, anh nhìn thấy có 12 thiếu niên trong sân luyện võ, mà người đi đầu thật sự là người quen, không phải người khác, anh ta là anh họ của Triệu Nam Triệu Vũ Linh. Ngoại trừ Triệu Vũ Linh, Dương Bách Xuyên không hề quen biết 11 người còn lại, điều này khiến anh rất buồn bực, Vân Môn không có những người này, nhưng bọn họ lại ở trong Vân Môn, chuyện gì vậy? Lúc này, Triệu Vũ Linh đang dạy 11 thiếu niên kia luyện võ, trông cũng ra dáng đó chứ. Dương Bách Xuyên thấy vậy, anh gọi lớn, Triệu Vũ Linh. Triệu Vũ Linh nghe phía sau có người gọi, anh vừa quay đầu đã trông thấy Dương Bách Xuyên, trên mặt lập tức lộ ra dáng vẻ tươi cười, bị ổi nói, em rể, cuối cùng thì em cũng về rồi. Vừa nói, Triệu Vũ Linh vừa chạy lon ton tới. Dương Bách Xuyên nghe con hàng này gọi mình một tiếng em rể, anh trợn trắng mắt. Nhưng hình như người ta cũng không gọi sai. Từ góc độ của Triệu Nam mà nói, anh quả thật là em rể của Triệu Vũ Linh.
Em rể, lâu lắm không gặp, anh nhớ em chết đi được. Ngưng, nói đi, anh với mấy người này là thế nào vậy? Dương Bách Xuyên hỏi. Ặc, em rể, không phải chúng ta vẫn như vậy sao? Vẻ mặt Triệu Vũ Linh đầy oán hận. Dương Bách Xuyên càng buồn bực hơn, nhìn bộ dạng chỉ muốn đạp cho hai phát của Triệu Vũ Linh, anh thấp giọng nói, cái gì như vậy, anh mang người tới sân luyện của Vân Môn làm trò gì thế? Em rể, em quên rồi sao? Hay là em không biết? Triệu Vũ Linh giật mình hỏi. Tôi quên mất cái gì sao? Nói rõ xem nào, Dương Bách Xuyên mất kiên nhẫn. Được được được, tôi nói, không phải cậu đã đồng ý để con cháu nhà họ Triệu và Độc Cô gia nhập Vân Môn chúng ta rồi sao? Chúng ta vừa tới được mấy hôm thì cậu và Nam Nam, Lục Hộ Pháp, mấy người nữa cũng không thấy đâu, tôi không có gì để làm, thế nên mới đưa họ đến đây để luyện quyền, Triệu Vũ Linh giải thích cho Dương Bách Xuyên. Nghe Triệu Vũ Linh nói như vậy, Dương Bách Xuyên cũng nhớ tới, lúc trước Triệu Nam và Độc Cô vô tình đã tìm anh, hy vọng đệ tử nhà họ Triệu và Độc Cô có thể gia nhập Vân Môn, anh đã đồng ý với bọn họ, sau này những chuyện như vậy thì để cô tự làm chủ, cuối cùng thì anh lại quên mất. Giờ phút này, anh toát cả mồ hôi hột, nếu hôm nay tôi không hỏi Triệu Vũ Linh mà đuổi những người này đi, có lẽ Triệu Nam và Độc Cô vô tình sẽ nổi giận với anh mất. Tôi nhớ ra rồi. Được, anh làm không tệ, vậy được rồi, mọi người tiếp tục đi, lát nữa tôi sẽ tìm Lục Hộ Pháp nói chuyện, sắp xếp vấn đề tập luyện cho các anh. Dương Bách Xuyên nhìn Triệu Vũ Linh nói. Nói xong anh xoay người rời đi, anh còn phải lên núi tìm Tử Tiên lão đầu. Nhưng không ngờ, anh bị Triệu Vũ Linh kéo cánh tay lại, em rể. Em rể, đợi, đợi chút. Sao vậy? Dương Bách Xuyên nhíu mày. Lúc này, vẻ mặt anh ta có chút xấu hổ. Tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng sau đó Triệu Vũ Linh lại nói ra một câu khiến Dương Bách Xuyên chỉ muốn một phát đạp chết anh ta. Chỉ nghe Triệu Vũ Linh nhỏ giọng nói, khụ khụ, em rể có thể cho anh một ít đan tinh long không? Dương Bách Xuyên nghe Triệu Vũ Linh nói như vậy, anh lại nhớ tới trước kia, anh cố ý đưa đan tinh long cho ba con họ, nghe nói lần đó, Triệu Vũ Linh đã ngủ với một bà lão, nghĩ tới đây, trong lòng Dương Bách Xuyên lại không nhịn được cười. Nhưng buồn cười thì buồn cười, nếu anh đã đồng ý với Triệu Nam để Triệu Vũ Linh và con cháu nhà họ Triệu gia nhập Vân Môn, anh không thể để cái tên ăn chơi tác tráng Triệu Vũ Linh này làm hư nếp sống của Vân Môn được. Anh híp mắt nhìn Triệu Vũ Linh nói, muốn mấy viên đan tinh long. Vẻ mặt Triệu Vũ Linh vui mừng, anh buột miệng nói, ha ha, ba viên có được không em rể? Không thành vấn đề, há miệng, Dương Bách Xuyên cười lạnh. Triệu Vũ Linh há miệng trong vô thức. Dương Bách Xuyên ra tay rất nhanh, anh lấy ba viên đan tinh long từ bình càn khôn, sau đó nhét vào trong miệng Triệu Vũ Linh, anh giơ tay phong bế kinh mạch toàn thân của Triệu Vũ Linh, để anh ta trơ mắt đứng im tại chỗ. Đây là điểm huyệt định thân. Cũng trùng hợp, đan tinh long là đan dược cải thiện năng lực nào đó của đàn ông, nhưng đối với võ cổ giả mà nói, đây là trợ giúp đắc lực, trừ đợt luyện chế đầu tiên ra, Dương Bách Xuyên rất ít khi luyện chế. Đan tinh long trong tay bây giờ đã là viên cuối cùng lúc anh truyền thụ cho đạo trưởng Phương lúc luyện đan, vì để đạo trưởng Phương thực hành luyện đan, hai người đã luyện chế ra một lò đan tinh long, đan dược vẫn luôn để trong bình càn khôn, chưa bao giờ được sử dụng. Hôm nay dùng là vừa đẹp. Cái tên quần là áo lược Triệu Vũ Linh này đang nghĩ gì, Dương Bách Xuyên còn không biết hay sao, nghe anh ta không biết sống chết tìm anh đòi tinh long đan, Dương Bách Xuyên quyết định sẽ trừng phạt người anh vợ này một phen. Dương Bách Xuyên tuyệt đối không cho phép Triệu Vũ Linh làm hỏng nếp sống của Vân Môn. Nếu anh ta đã muốn thì Dương Bách Xuyên sẽ cho, nhưng mà lần này là tống thẳng vào miệng Triệu Vũ Linh. À em rể, em đừng đùa như vậy chứ. Triệu Vũ Linh bị Dương Bách Xuyên điểm huyệt đứng im tại chỗ, nhưng không ảnh hưởng tới việc nói chuyện. Anh ta không thể ngờ, Dương Bách Xuyên lại nhét thẳng ba viên đan tinh long vào miệng mình. Thân thể không thể động đậy. Lần này Triệu Vũ Linh bị hù gần chết, nhìn vẻ mặt cười lạnh của Dương Bách Xuyên, đương nhiên anh ta nhận ra được, hành động thô bỉ của mình đã làm em rể tức giận. Mặc dù anh quần là áo lượt, nhưng đâu phải là không có não, nghĩ lại, đây là Vân Môn, là địa bàn của Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên còn là môn chủ Vân Môn, anh tìm cậu ta đòi đan tinh long chẳng khác nào làm việc ngu ngốc. Ha ha, không phải anh muốn sao, tôi đút thẳng cho anh, tiện thế còn gì. Nếu không đủ thì tôi còn mấy viên, cho anh hết không thành vấn đề.
Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nói. Lúc này, khuôn mặt tươi cười của Dương Bách Xuyên, trong mắt Triệu Vũ Linh, không khác gì một ác quỷ. Triệu Vũ Linh khóc nức nở nói, em rể, tôi biết sai rồi, cậu mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ nổ tung mất. Triệu Vũ Linh thật sự là rất nóng nảy, nuốt 3 viên đan tinh long, nếu không tìm phụ. Nữ để giải quyết thì anh ta sẽ trở thành thái giám thời hiện đại. Dương Bách Xuyên biết bản thân mình bận rộn, anh cười tâu toét ngồi xuống cạnh Tử Tiên lão đầu, cầm hồ lô rượu lên uống. Thằng nhóc nhà cậu, uống như vậy rất lãng phí, trừ lại cho lão phu một chút. Tử Tiên lão đầu nhìn Dương Bách Xuyên uống như bò, liền lập tức nói. Ha ha, đại trưởng lão, sau này tôi sẽ cho ông loại rượu tốt nhất. Lời này, lão đầu thích nghe. Một già một trẻ tán gẫu khắp thiên hạ, Dương Bách Xuyên nghe Tử Tiên lão đầu nói chuyện, vẫn là dáng vẻ lộn xộn như trước, một câu tỉnh một câu say. Nhưng lại có rất nhiều chủ đề để trò chuyện. Dương Bách Xuyên không nói lời cảm ơn với lão đầu, hai người nói chuyện giống như một đôi bạn lâu năm. Sau khi uống một bầu rượu, Tử Tiên lão đầu đột nhiên nói, tên nhóc này, hơi thở hiện tại của cậu ngày càng cổ quái, sát khí trên người rất nặng. Có thời gian thì tới Tiên Thiên Đạo Tràng một chuyến, nơi đó có thể mài giũa tà khí trên người, nếu cứ để như vậy sẽ không có lợi cho tu vi của cậu. Lúc nói ra lời này, Dương Bách Xuyên nhìn vào ánh mắt đục ngầu của Tử Tiên lão đầu, anh thật sự nhìn không thấu, ông có thực sự điên hay không? Dương Bách Xuyên híp mắt hỏi, đại trưởng lão, nơi gọi là bí địa đạo tràng Tiên Thiên, rốt cuộc ở đó có gì đặc biệt? Cũng không có gì cả, chỉ là nơi chôn cất một số đồ kỳ quái. Cậu đi là sẽ biết. Tử Tiên lão đầu lại mở một bình rượu khác, nhấp một ngụm rồi nói. Dương Bách Xuyên hiểu, Tử Tiên lão đầu không muốn nói nhiều, nhưng anh có thể thấy được tia sáng từ trong ánh mắt của ông. 3 tháng nữa, Đại hội Tiên Tiên Luân Đạo sẽ mở ra, dù sao cũng sắp rồi, đến lúc đó thì đi xem một chút. Trong khi Dương Bách Xuyên và Tử Tiên lão đầu đang bàn luận về bí địa, cùng lúc này một ông lão râu tóc bạc phơ đang đứng trước cửa hang động quanh năm tuyết không bao giờ tan trên sườn núi Côn Lôn Thiên Sơn, tuyết bay đầy trời nhưng lại không có một bông nào rơi trên người ông. Một thanh niên khoảng 20 tuổi, đang từ xa đạp tuyết tới. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ ngạc nhiên khi phát hiện, người thanh niên này rõ ràng là bước từng bước trên tuyết, nhưng lại không hề để lại dấu chân, đi trên tuyết không một dấu vết. Ánh mắt của người thanh niên này sắc như gươm. Tóc dài bay trong gió, một thân trắng như tuyết, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, giống như ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời, lại vừa tĩnh mịch, anh ta giống như một thanh kiếm, khiến người ta có ảo giác rằng thanh kiếm sắc bén này có thể cắt xuyên bầu trời khi được rút ra khỏi vỏ. Trầm ổn và nhiệt huyết cùng tồn tại trên người thanh niên. Rất nhanh, anh ta đã đi tới trước mặt ông cụ, chắp tay hành lễ, bái kiến sư phụ, không biết sư phụ gọi con tới là có chuyện gì. Thanh hư tử nghe thấy vậy thì quay đầu lại, ông hiền lành mỉm cười, nhìn người thanh niên nói, khánh nhân, Côn Luân Ngọc Hư Bộ đã đạt tới cảnh giới đạp tuyết vô ngân, không tệ không tệ. Thanh hư tử rất yêu thích và xem trọng người đệ tử chiêm khánh nhân này, thiên phú võ đạo phải nói là trò giỏi hơn thầy, vì vậy ông đã bồi dưỡng chiêm khánh nhân như một người kế vị. Đều nhờ công lao chỉ dạy của sư phụ, chiêm khánh nhân cười nói, nhưng trong mắt anh lại tràn đầy vẻ tự hào. Được rồi, con không giỏi nịnh nọt như sư huynh của con, vi sư hỏi con có biết trong Côn Lôn của chúng ta, người tu luyện Ngọc Hư Bộ tới cảnh giới cao nhất là ai không? Thanh hư tử hỏi. Chiêm khánh nhân thu lại gương mặt tươi cười, anh cung kính đáp chính là Đại sư Bá Lôi Đình. Không tệ, mặc dù con được ca tụng là thiên tài võ học, có khả năng theo kịp sư bá của con, thậm chí là còn có thể vượt qua, nhưng con không thể tự mãn. Trong thế giới này không chỉ có thập đại yêu nghiệt bảng Tiên Thiên như con, các con chỉ là con cá trên mặt nước, con phải biết rằng dưới nước sâu, ngoài cá ra, còn có cả giao long. Giới võ cổ chưa bao giờ thiếu người tài. Thanh hư tử nhìn học trò cưng, nghe đồn ông già vân môn kia điên điên khùng, nhưng rất có thể đã vượt ra ngoài Tiên Thiên, xem rượu như mạng. Hơn nữa, bỏ đi, con tự mình xuống núi xem một chút, đem theo chân dung đại sư bá của con. Nếu thật sự là đại sư bá của con thì đó là phúc của Côn Luân ta. Khánh nhân à, 3 tháng sau là đại hội Tiên Thiên Luận Đạo, vi sư cho con rèn luyện lần cuối, sau đó vi sư sẽ đi bế quan, Côn Luân sẽ giao cho con. Nếu như ông già vân môn kia đúng là đại sư bá Lôi Đình của ngươi, vậy thì tốt nhất.
còn có lễ nghĩa tới Vân Môn thì nhất định phải đến. Vi sư nghe nói Vân Môn là do thằng nhóc tên là Dương Bách Xuyên lập ra, tự mình làm môn chủ Vân Môn, cũng không phải hạng người đơn giản, đã giết hơn 100 võ cổ giả tiên thiên. Con đi Vân Môn chớ có xung đột, Dương Bách Xuyên được giới võ cổ gọi là Dương Điên, hẳn là không đơn giản. Nghe sư phụ nói chuyện, trong lòng Chiêm Khánh Nhân có chút không phục, Dương Bách Xuyên chó má gì chứ, sao sư phụ lại đánh giá cao như thế? Lần đi núi Vân Môn này, anh ta muốn đi xem một chút, xem rốt cuộc ông già xem rượu như mạng ở Vân Môn có phải là đại sư bá nhà mình hay không, càng muốn xem Dương Bách Xuyên dựa vào gì mà có đại danh là Dương Điên. Chiêm Khánh Nhân anh ta đường đường là người đứng đầu bảng thập đại yêu nghiệt mà chẳng có một đại danh ở giới võ cổ. Trong lòng có chút không phục. Sư phụ yên tâm, đồ nhi con sẽ không làm Côn Luân mất mặt. Chiêm Khánh Nhân trả lời. Được, con lập tức xuống núi đi, nhớ kỹ con là trưởng giáo tương lai của Côn Luân, làm việc phải có tình cảm. Côn Luân chúng ta đứng đầu bát đại tông môn Hoa Hạ, ra ngoài phải làm gương, cũng đừng tùy hứng làm bậy. Đệ tử đã hiểu. Đi đi. Dương Bách Xuyên còn không biết Côn Luân đã tới, một ngày anh đang uống rượu với Tử Tiên lão đầu. Cũng hiếm khi anh có được nửa ngày nhàn rỗi, lập tức thả lỏng tâm trạng, hai ngày liên tiếp đều ở trên núi uống rượu bàn chuyện trời đất với Tử Tiên lão đầu, rất sung sướng. Chiều hôm sau, Khưu Vân lên núi. Tiên sinh, có người đến thăm, Khưu Vân thở hồng hộc nói. Dương Bách Xuyên đứng dậy hỏi, người nào? Người kia tự xưng là Chiêm Khánh Nhân của Côn Luân, muốn gặp mặt tiên sinh. Dương Bách Xuyên dùng chân khí xua tan mùi rượu, nghe thấy là người của Côn Luân, theo bản năng nhìn thoáng qua Tử Tiên lão đầu đang nằm trên tảng đá nhắm mắt nghỉ. Ngơi, nhưng Tử Tiên lão đầu không có phản ứng gì. Dựa vào lần trước đánh nhau với đám người Đinh Nguyên Thọ đã nói Tử Tiên lão đầu là có phong hào tiên thiên là lôi đình của Côn Luân. Bây giờ có người Côn Luân tìm tới cửa, chẳng lẽ Côn Luân đã nghe được cái gì ư? Đi, đi xem. Nhảy xuống khỏi tảng đá, Dương Bách Xuyên và Khưu Vân xuống núi. Khi Dương Bách Xuyên đến đại sảnh tổ trạch, lập tức nhìn thấy một thanh niên hơn 20 tuổi, hai người trung niên đứng phía sau hình như là cấp dưới, đang uống trà với Trần Thất Tiên trong lúc đợi. Dựa theo lời Khưu Vân, thanh niên này là dựa theo cổ lễ của Côn Luân đến bái thiếp. Thái độ đối với Vân Môn như với Tông Môn, lễ nghĩa không có gì xấu, cho nên nếu không từ cửa ải đầu tiên, Trần Thất Tiên sẽ không cho Chiêm Khánh Nhân vào Vân Môn. Sau khi trở về, Dương Bách Xuyên đã thu hồi đại trận hộ sơn, nếu không chưa chắc Chiêm Khánh Nhân có thể vào được. Từ khí tức, Dương Bách Xuyên phát hiện Chiêm Khánh Nhân này cũng có tu vi tiên thiên tầng 9 trung cấp, hai người đi theo cạnh anh ta cũng là tiên thiên tầng 9 sơ cấp. Chỉ cần nhìn từ chuyện này, quả thật Côn Luân giống như lời đồn, đứng đầu bát đại tông môn Hoa Hạ, có nội tình có thực lực. Hơn nữa Dương Bách Xuyên khá hứng thú với tên Chiêm Khánh Nhân này. Lúc trước khi Lưu Tích Kỳ bị Đinh Thiện bắt, Ngô Nam đã gửi cho anh danh sách thập đại yêu nghiệt, cũng từ đó Dương Bách Xuyên mới biết được trong thế hệ trẻ của võ cổ còn có thập đại yêu nghiệt. Nhưng mà anh không nhớ kỹ, cũng đã giết hai đại yêu nghiệt Đinh Thiện và Mộc Thiên Thành đứng thứ 9 và thứ 8, kết thù với Thần Thông và Thanh Thành. Cái tên Chiêm Khánh Nhân đứng đầu trong thập đại yêu nghiệt trong tài liệu Ngô Nam đưa cho anh lúc trước, Chiêm Khánh Nhân là người Côn Luân. Đứng đầu thập đại yêu nghiệt. Bây giờ nhìn thấy người thật, đúng là Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, không ngờ người này là tiên thiên tầng 9 trung cấp, ngay cả hai thuộc hạ bên cạnh cũng là tiên thiên tầng 9 sơ cấp, Côn Luân đứng đầu 8 tông, xem ra danh bất hư truyền. Suy nghĩ lại thay đổi, Dương Bách Xuyên suy nghĩ rất nhiều. Cũng không biết đệ nhất yêu nghiệt Côn Luân đến Vân Môn có phải liên quan đến chuyện của Tử Tiên lão đầu không? Nếu là thật thì anh muốn thế nào? Có phải giao Tử Tiên lão đầu cho Côn Luân không? Hay là đến chết cũng không thừa nhận, Vân Môn chỉ có Tử Tiên đại trưởng lão, không có lão tổ Côn Luân gì đó? Vậy có phải trở mặt với Côn Luân hay không? Bây giờ anh có sức gì đấu với Côn Luân chứ? Hay là đến đâu tính đến đó? Dương Bách Xuyên vừa nghĩ vừa vào đại sảnh, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định, thuận theo tự nhiên, xem tình hình rồi tính sau. Dương Bách Xuyên vừa đi vào đã mắt đối mắt với Chiêm Khánh Nhân, mặc dù hai người chưa gặp mặt nhưng cũng có hiểu biết nhất định về đối phương, không giới thiệu nhưng có thể đoán được thân phận của đối phương. Trong mắt Dương Bách Xuyên, Chiêm Khánh Nhân có nụ cười ôn hòa,
nhưng ánh mắt của anh ta lại giống như thanh kiếm tuyệt thế, cực kỳ sắc bén, hơn nữa rất có khí thế. Mà trong mắt Chiêm Khánh Nhân, Dương Bách Xuyên cũng không phải hạng người đơn giản, trong mắt anh ta, tu vi cảnh giới của Dương Bách Xuyên là tiên thiên tầng 9 sơ cấp, nhưng khí tức phát ra trên người lại rất kỳ lạ. Gã cảm nhận được khí tức trên người Dương Bách Xuyên hoàn toàn khác với võ cổ giả, lần đầu tiên anh ta cảm nhận được khí tức như vậy. Vừa cương vừa nhu, rất cứng rắn, là loại khí tức rất phức tạp cũng thâm trầm. Chiêm Khánh Nhân trong lòng thầm nghĩ, bảo sao sư phụ lại xem trọng người này, xem ra thực lực của Dương Bách Xuyên này chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Trước khi đến gã còn cố ý xem tư liệu của Dương Bách Xuyên một chút, kết quả lại khiến cho Chiêm Khánh Nhân lúc đầu xem thường, nhưng sau này lại nhìn thẳng. Không nói đến quá khứ, chỉ mấy ngày trước, Dương Bách Xuyên đã giết chết ông cụ nhà họ Hồng là Hồng Hào Hải, một võ cổ giả tiên thiên tầng 9 trung cấp ở đảo Hồng Kông, chắc chắn không phải hạng người đơn giản. Điều càng khiến Chiêm Khánh Nhân nhìn Dương Bách Xuyên với cặp mắt khác là trong quá trình điều tra, Dương Bách Xuyên đã hạ lệnh tự tay giết chết mấy trăm võ cổ giả. Trong số những võ giả cổ này có người Thần Tông, Thanh Thành và M Huyệt Môn, ba tông môn này đều là tông môn cổ xưa nhưng Dương Bách Xuyên nói giết là giết, nói phế là phế. Người hung ác như thế đúng là không phụ biệt hiệu Dương Điên của anh ta. Sau khi tìm hiểu tình hình chi tiết của Dương Bách Xuyên, hôm nay Chiêm Khánh Nhân đến Vân Môn bái thiếp là đại diện cho tông môn cổ xưa, trước khi xuống núi anh ta cũng không nghĩ tới chuyện đi đến Vân Môn bái thiếp Dương Bách Xuyên gì đó. Chính bản thân Chiêm Khánh Nhân được công nhận trong giới võ thuật cổ đại, người đứng đầu trong thế hệ trẻ, điều này không thể nghi ngờ, bất kể là tu vi, thực lực, hay xuất thân, nhân phẩm, mấy năm nay Chiêm Khánh Nhân đều đứng đầu. Bản thân Chiêm Khánh Nhân cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có đối thủ, thực lực của anh ta ngang với sự kiêu ngạo trong lòng. Nhưng khi Chiêm Khánh Nhân hiểu Dương Bách Xuyên, anh ta phát hiện hình như trong lúc anh ta không để ý, giới võ cổ đã có một người xuất hiện đột ngột, thậm chí còn chói mắt hơn yêu nghiệt là anh ta, một quái thai yêu nghiệt Dương Bách Xuyên. Bây giờ Dương Bách Xuyên cũng chưa được xem là có danh tiếng trong giới võ cổ, nhưng Chiêm Khánh Nhân biết đó là vì Dương Bách Xuyên chưa từng tham gia đại hội Thiên Thiên Luận Đạo, chưa từng thám hiểm các đại bí địa, không thực sự nổi bật trong mắt những võ cổ giả đứng đầu. Một khi Dương Bách Xuyên tham gia đại hội Thiên Thiên Luận Đạo, đi qua bí địa mà bát đại tông môn đều tranh giành, Dương Bách Xuyên sẽ nhanh chóng quật khởi. Điều này khiến cho Chiêm Khánh Nhân xem Dương Bách Xuyên là đối thủ của mình theo bản năng. Không còn cách nào khác, Dương Bách Xuyên còn quá trẻ, kiểm tra cho thấy Dương Bách Xuyên chỉ mới 23 tuổi, chưa đến 24 tuổi. Số tuổi này khiến Chiêm Khánh Nhân cảm thấy đáng sợ. Từ trước đến nay Chiêm Khánh Nhân được mệnh danh là thiên tài võ cổ trẻ nhất trong giới võ cổ, nhưng cũng đã ngoài 30 tuổi, có hy vọng trong một con giáp sẽ đột phá tiên thiên. Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, Chiêm Khánh Nhân không nghĩ như vậy nữa. Gần như trong tiềm thức đã coi Dương Bách Xuyên là đối thủ, một đối thủ cạnh tranh vị trí đứng đầu thế hệ trẻ của giới võ cổ. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người giao nhau, không ai chịu thua đối phương về khí thế. Tương tự như vậy, cả hai đang nghĩ về nhau. Đúng lúc này, Trần Thất Thiên ở bên cạnh nói, môn chủ, đây là Chiêm Khánh Nhân đến từ Côn Luân và hai vị đồng môn của anh ta. Thân ở địa bàn Vân Môn, Chiêm Khánh Nhân là khách. Đương nhiên Trần Thất Thiên phải mở lời giới thiệu cho môn chủ nhà mình là Dương Bách Xuyên. Câu giới thiệu này của Trần Thất Thiên đã cắt ngang cuộc thi giữa Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân, hai người không phân thắng bại. Dương Bách Xuyên gật gật đầu ngồi ở ghế chính đại sảnh, nhìn Chiêm Khánh Nhân, nói, hoan nghênh ba vị đạo hữu Côn Luân, không biết đến Vân Môn tôi là có chuyện gì. Vừa nói xong, bầu không khí lập tức hơi xấu hổ. Trong mắt Chiêm Khánh Nhân, Dương Bách Xuyên không nể mặt hay không hiểu quy củ đây. Tôi đến cửa là khách, tốt xấu gì anh cũng ôm quyền hỏi tôi chào hỏi tôi một tiếng, giới thiệu bản thân một chút chứ. Tùy tiện ngồi ở ghế chính, nhìn ở trên cao xuống hỏi vì sao lại đến ư. Có ai làm việc như thế này không? Vậy nên trong lòng Chiêm Khánh Nhân hơi khó chịu, rất khó chịu, hừ lạnh một tiếng, nói, dám hỏi ngài là ai? Anh không giới thiệu thì tôi khinh bỉ anh, cứ như thế đi. Đối mặt với câu nói ngài là ai đầy khiêu khích của Chiêm Khánh Nhân thật sự khiến Dương Bách Xuyên sửng sốt, thật sự anh không có ý như thế, mà anh vốn không hiểu lễ tiết, cách đối nhân xử thế của tông môn cổ xưa. Nói cho cùng Dương Bách Xuyên tu luyện mới bao lâu? Chỉ mới hơn 2 năm mà thôi, thậm chí mới miễn cưỡng được 2 năm,
Sao anh biết giao tiếp với tông môn cổ xưa chứ? Không để ý mới thất lễ, hoặc là nói trong đầu vốn không có chuyện kia. Nhưng vào mắt Chiêm Khánh Nhân, Dương Bách Xuyên cố ý khó chịu với anh ta, vậy nên khi nói chuyện mới gai góc như thế. Giữa hai người, nếu chỉ luận về quy củ võ cổ, Chiêm Khánh Nhân là đệ tử chính gốc của Côn Luân, bồi dưỡng từ nhỏ, thậm chí là trưởng giáo Côn Luân tương lai, trọng lễ tiết nhất. Mà Dương Bách Xuyên hoàn toàn ngược lại, luận về võ cổ hoàn toàn là gà mờ, cái hiểu cái không, rất nhiều điều về lễ tiết của giới võ cổ đều là nghe từ lời người khác, chỉ hiểu được ra lông bên ngoài, cũng là người có tính cách không câu nệ tiểu tiết, không coi trọng tục lễ gì đó. Anh hiểu lời nói của Chiêm Khánh Nhân, nheo mắt lại nói kẻ hèn này là Dương Bách Xuyên, môn chủ Vân Môn, các hạ nghe rõ chưa? Chiêm Khánh Nhân mỉm cười, nhưng đôi mắt lại cong cong lại, giọng nói ấm áp, bây giờ thì biết rồi, ngưỡng mộ đại danh Dương Điên từ lâu, nghe danh không bằng gặp mặt, thì ra là một người không hiểu quy củ, thất lễ rồi. Chiêm Khánh Nhân không coi chính mình là người ngoài, biểu đạt bất mãn với Dương Bách Xuyên ngay tại chỗ, hơn nữa quất roi ra mềm, không thèm để ý đây là địa bàn của Dương Bách Xuyên, không chút sợ hãi, bởi vì hắn có sức mạnh dám nói như vậy. Dương Bách Xuyên nhìn Chiêm Khánh Nhân, ánh mắt giống như lưỡi dao nhìn chằm chằm anh ta, Dương Bách Xuyên đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha. Buồn cười sao? Chiêm Khánh Nhân cắt ngang Dương Bách Xuyên. Thủ tông Côn Luân, đứng đầu thập đại yêu nghiệp bảng tiên thiên, thiên tài võ đạo mấy trăm năm có một Chiêm Khánh Nhân quả nhiên không tầm thường. Nhưng mà tôi rất muốn hỏi, anh không sợ tôi sẽ tiêu diệt anh sao? Phải biết đây là địa bàn Vân Môn tôi. Đúng rồi, tôi đã giết qua hai thập đại yêu nghiệt đất. Hẳn là giết anh cũng không khó, anh nói xem. Dương Bách Xuyên cười ha hả, nói. Chiêm Khánh Nhân cũng cười tươi không kém, hai người nhìn như đang cười nói, nhưng trong không khí lại tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng mặt Trần Thất Tiên, Khưu Vân và hai người Côn Luân kia lại sợ hãi. Hai vị chủ này, đây là tiết tấu muốn đánh. Nhau đó. Đúng lúc này, Chiêm Khánh Nhân đáp, Dương Bách Xuyên, Dương Điên, không cần dọa tôi. Người cậu giết là Đinh Thiện của Thần Tông và Mộc Thiên Thành của Thanh Thành. Đứng thứ 8, thứ 9 trong thập đại yêu nghiệt. Nếu cậu đi khoe khoang trước mặt người bình thường, có lẽ còn có chút hiệu quả, nhưng tôi muốn nói người mà cậu giết ấy, trong mắt Chiêm Khánh Nhân tôi là rác rưởi, chỉ một đòn của tôi là chết cả lũ. Vậy nên đúng là tôi không sợ, đừng nói ở địa bàn Vân Môn cậu, dù ở bất cứ nơi nào tôi cũng thấy cậu chướng mắt rồi đánh cậu. Hơn nữa, khuyên cậu sau này học thêm lễ nghi tông môn, có biết rất mất mặt không? Cậu là người đứng đầu một tông môn, động cái là đánh đánh giết giết, cậu nghĩ cậu trâu bò lắm sao? Giết gần trăm tiên thiên, thêm cả biệt danh Dương Điên là vô địch ư? Trên thực tế, thực sự cậu rất đặc biệt, không giống như các võ cổ giả bình thường, nhưng trong mắt tôi cũng chỉ thế, chân nguyên trong cơ thể cao hơn cảnh giới 5 lần, đây là lợi thế của cậu, nhưng đôi khi không phải chân nguyên khổng lồ là vô địch đâu. Ngoài ra, lời này chắc chắn cậu không thích nghe, trong mắt Chiêm Khánh Nhân tôi, cậu không tư cách uy hiếp người khác. Cho đến bây giờ, tôi luôn là người uy hiếp người khác, nhớ kỹ, sau này nói chuyện phải khiêm nhường chút, nếu không. Nếu không thì sao? Dương Bách Xuyên cười cười, cắt ngang Chiêm Khánh Nhân. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên cũng rất kinh ngạc, yêu nghiệt Côn Luân nhìn như mấy chàng thư sinh, tướng mạo khiến anh hơi ghen tị này không chỉ có bề ngoài đẹp mà mắt cũng tinh tường không kém. Chuyện chân khí trong cơ thể anh nhiều hơn người khác này, Chiêm Khánh Nhân là người đầu tiên phát hiện, chỉ bằng chuyện này đã biết thằng nhóc này cũng không đơn giản. Hơn nữa từng câu anh ta nói đều dịu dàng mang ý cười, nhưng từng chữ đều khiến lòng Dương Bách Xuyên khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không thể nổi giận. Đúng là người ta đến tận Vân Môn bái thiếp, trên danh nghĩa là khách, lại là thế gia vọng tộc, truyền ra sẽ tạo ảnh hưởng xấu. Ngược lại anh đường đường là môn chủ Vân Môn. Bị Chiêm Khánh Nhân khiển trách nhưng lại có cảm giác không thể phản bác, cực kỳ bực bội. Nghe thấy lời uy hiếp cuối cùng của Chiêm Khánh Nhân, Dương Bách Xuyên không nhịn được mà ngắt lời anh ta. Chiêm Khánh Nhân vẫn cười nhìn Dương Bách Xuyên, từ từ nói, nếu không, sẽ chịu thiệt. Có chịu thiệt hay không, phải thử mới biết được, có dám thử không? Dương Bách Xuyên nheo mắt, nói. Lần này xuống núi, đến Vân Môn cậu có hai việc chính. Thứ nhất bái phỏng đại trưởng lão Vân Môn, thứ hai, xin Dương Ma chỉ điểm, cầu còn không được. Khí tức hiếu chiến từ trong xương tủy của Chiêm Khánh Nhân bùng lên. Được thôi, sau thôn có một ngọn núi, đại trưởng lão nhà ta ở trên núi,
hai việc của anh xử lý cùng lúc luôn, mời. Dương Bách Xuyên biết có một số việc nên đến thì phải đến, không bằng thuận theo tự nhiên, nếu Tửu Tiên lão đầu thật sự là người Côn Luân, sư môn người ta tìm tới là chuyện bình thường. Anh muốn giữ Tửu Tiên lão đầu lại cũng chỉ có thể giữ lại nhất thời, không giữ được một Côn Luân. Dứt khoát đưa Chiêm Khánh Nhân đi gặp Tửu Tiên lão đầu. Thứ nhất, tuy thằng nhóc Chiêm Khánh Nhân là khách đến cửa, nhưng nói chuyện rất đáng giận, nói chuyện dịu dàng nhưng từng câu từng chữ đều lộ ra sự kiêu ngạo, đúng là Dương Bách Xuyên muốn đánh với anh ta một trận. Xem thiên tài Côn Luân, người đứng đầu thập đại yêu nghiệt mạnh ra sao mà lại cuồng vọng như thế. Mời, Chiêm Khánh Nhân nhớ kỹ lời sư phụ trước khi xuống núi, không được phát sinh xung đột với Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên ra oai phủ đầu với anh ta khiến anh ta rất khó chịu, muốn đánh nhau giao lưu với Dương Bách Xuyên, để cho gã biết cái gì mới là thực lực chân chính và thiên tài, chỉ cái biệt hiệu Dương Điên mà thôi, có gì đặc biệt chứ. Chung quy trong lòng Chiêm Khánh Nhân không phục, mặc dù anh ta có mỹ danh đứng đầu thập đại yêu nghiệt, nhưng chung quy chỉ là cách thi đấu. Biệt danh Dương Điên của Dương Bách Xuyên được truyền ra từ giới võ cổ, huy hoàng hơn nhiều, điều này khiến cho trong lòng Chiêm Khánh Nhân không phục. Hôm nay muốn chứng thực một chút, rốt cuộc ai mới là đứng đầu thế hệ trẻ. Những suy nghĩ này của Chiêm Khánh Nhân hoàn toàn là suy nghĩ theo bản năng, Dương Bách Xuyên cũng không biết những điều này. Ra khỏi đại sảnh, Dương Bách Xuyên híp mắt giây lát, nói với Chiêm Khánh Nhân, nhìn thấy ngọn núi kia không, đại trưởng lão nhà tôi ở trên đỉnh núi, có bản lĩnh thì lên xem đi. Nói xong, Dương Bách Xuyên dùng ngự phong thuật nhảy lên cao, ngay từ lúc bay lên. Anh đã đánh một đòn vào Chiêm Khánh Nhân, giết chết dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta. Trong nháy mắt khi phi thân bay lên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy tia kinh ngạc trong mắt Chiêm Khánh Nhân, trong lòng bỗng đắc ý, chuyện nhỏ mà thôi, một võ cổ giả dế nhũi sao mà so được với người tu chân như mình chứ. Còn dám kinh thường. Chữ mình còn chưa nói xong, Dương Bách Xuyên bỗng cảm thấy mặt mơ phình nóng lên, mẹ nó mất mặt quá, trên người thằng nhóc Côn Luân này có đồ khô, không thể xem thường. Lúc Dương Bách Xuyên đang đắc ý, lập tức nhìn thấy Chiêm Khánh Nhân dậm chân tại chỗ, từng bước bước lên, vậy mà lại bước từng bước đi lên giữa không trung, từng bước xa tận ba trượng, dẫm lên không khí mà giống như lên cầu thang vậy. Không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng biết đây là một loại thân pháp thần thông nào đó, lần này anh lại hiểu Chiêm Khánh Nhân và Côn Luân hơn. Côn Luân có thể được gọi là đứng đầu tông môn cổ xưa, lịch sử truyền thống sâu sắc, xem ra thực sự không đơn giản. Vẻ mặt Chiêm Khánh Nhân kiêu ngạo, sau ba bước đã ngang hàng với anh. Hai người tranh giành nhau, kề vai sát cánh. Trong lòng Chiêm Khánh Nhân cũng kinh ngạc vì Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên vừa mới nhảy lên mà bay lên giữa không trung, con Chiêm Khánh Nhân nhân co rút lại, cũng đoán được Dương Bách Xuyên sử dụng thuật thần thông không thua gì ngọc hư bộ của Côn Luân anh ta. Sự kinh thường với Dương Bách Xuyên giảm đi không ít. Đúng là thú vị, Dương Điên, chúng ta đánh cược nhé. Nếu ai lên đỉnh núi trước thì thắng, cược 100 viên tinh thạch tiên thiên, có dám không? Chiêm Khánh Nhân cười ha hả nói. Dương Bách Xuyên vừa nghe thì suýt bật cười, nói Chiêm yêu nghiệt này, đừng nhỏ nhen thế chứ, chúng ta đánh cược 500 viên tinh thạch tiên thiên, anh nói xem có được không? Chiêm Khánh Nhân sửng sốt, không ngờ Dương Bách Xuyên lại thuận miệng đặt biệt danh yêu nghiệt cho anh ta, muốn kiếm chút manh mối từ mặt Dương Bách Xuyên nhưng không thu hoạch được gì. Vừa rồi anh ta quan sát thần thông mà Dương Bách Xuyên dùng để bay lên đúng là huyền diệu, nhưng về tốc độ lại kém ngọc hư bộ của anh ta một chút, vậy nên mới cố ý đề xuất đánh cược 100 viên tinh thạch tiên thiên, không ngờ Dương Bách Xuyên lại phản bác. Thằng nhóc này có sợ không? Hay là cố ý dọa mình? Chiêm Khánh Nhân không đoán được, đối với anh ta mà nói, 500 viên tinh thạch tiên thiên không phải là không lấy ra được, nhưng cũng không phải là số lượng nhỏ. Sao thế? Không dám à? Không dám thì bỏ đi, Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nói. Không phải là 500 viên tinh thạch tiên thiên sao? Có gì không dám? Hơn nữa, cậu dâng tinh thạch tiên thiên cho tôi thì lý nào tôi lại không nhân chứ? Ha ha ha! Khí thế Chiêm Khánh Nhân không thua chút nào, cười to. Ai ra? Đúng rồi, ai không dám đánh cược thì là cháu trai, ha ha! Bắt đầu đi, anh là khách, anh bay trước. Trong lòng Dương Bách Xuyên vui mừng, so tốc độ bay với anh đây chẳng phải là tặng không tinh thạch à, phải đối xử tốt với Chiêm Khánh Nhân một chút, ha ha ha. Hừ, Chiêm Khánh Nhân hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng, chuẩn bị tinh thạch đi.
Chiêm Khánh Nhân hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không muốn nói chuyện với Dương Bách Xuyên, bước đi trong không trung, chỉ loáng cái đã bước xa 6 thước, nhanh hơn trước gấp đôi. Mẹ nó, thằng nhóc này, bước đi này, giấu tải à? Dương Bách Xuyên thấy một bước của Chiêm Khánh Nhân đi được 6 thước thì kinh ngạc không thôi. Trong nháy mắt, Chiêm Khánh Nhân đã đi được hơn 100 mét, đi thẳng đến ngọn núi chính của thôn. Lúc này Dương Bách Xuyên phục hồi tinh thần lại, cười ha hả nói, may mà anh đây có lá bài tẩy, để cho thằng nhóc này mở mang kiến thức một chút, ngự kiếm phi hành của người tu chân, xem tên nhà quê này còn kiêu ngạo thế nào, ha ha. Dương Bách Xuyên lập tức triệu hoán kiếm đồ long ra, trong nháy mắt kiếm đồ long hóa thành thanh kiếm dài 3 thước, anh dẫm lên kiếm đồ long, nhẹ giọng nói, đi. Bù! Kiếm đồ long hóa thành tia sáng cắt đứt chân trời, nhanh hơn Chiêm Khánh Nhân ít nhất 3 lần. Đây chính là chỗ dựa của Dương Bách Xuyên, đúng lúc chỉ ngự phong thuật không sánh bằng ngọc hư bộ của Chiêm Khánh Nhân, nhưng có kiếm đồ long ngự kiếm phi hành, ha ha, đây là bắt nạt Chiêm Khánh Nhân mà. Có tinh thần lực cường đại ra sức, hơn nữa Dương Bách Xuyên và kiếm đồ long tâm ý tương thông, vừa nghĩ có thể tự do phi hành, pháp khí thêm vào nên bay lên như gió như ánh sáng. Trong nháy mắt đã đến bên cạnh Chiêm Khánh Nhân, Dương Bách Xuyên đắc ý, cười nói, Chiêm yêu nghiệt, anh đây đi trước chờ, ha ha. Lúc đầu Chiêm Khánh Nhân bước trên không khí, bỏ lại Dương Bách Xuyên ở phía sau, trong lòng còn cười lạnh, Dương Bách Xuyên giả vờ uy hiếp, so tốc độ với anh ta đúng là tự rước nhục, trong giới cổ võ ai mà không biết ngọc hư bộ của Côn Luân nổi danh giới cổ võ, tốc độ nhanh nhất. Nào biết Dương Bách Xuyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh rồi nói chuyện, khiến anh ta bỗng hoảng sợ mà nhìn qua. Khá lắm, Dương Bách Xuyên lại đang dẫm lên một thanh kiếm. Ngự kiếm phi hành ư. Vượt ra ngoài thiên thiên. Hai suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu Chiêm Khánh Nhân. Quả thực bị kinh hãi vì Dương Bách Xuyên làm màu, nhưng Chiêm Khánh Nhân lập tức nghĩ, căn bản không có khả năng, cảnh giới của Dương Bách Xuyên chỉ là tiên thiên tầng 9 sơ cấp mà thôi, cái này anh ta rất chắc chắn. Về phần ngự kiếm phi hành, Chiêm Khánh Nhân có suy nghĩ đáng sợ trong đầu, Dương Bách Xuyên ngự kiếm phi hành là vượt qua sự tồn tại của thần binh, chỉ có pháp khí trong truyền thuyết mới có thể ngự kiếm phi hành. Bí điển Côn Luân đã có ghi chép rõ ràng, vượt qua thần binh mới có thể ngự kiếm phi hành. Vậy nên không phải tu vi Dương Bách Xuyên vượt qua tiên thiên mà là có được một thanh tiên khí vượt qua cấp bậc thần binh. Tiên khí đó? Sao lại có chuyện này được? Chiêm Khánh Nhân nhìn Dương Bách Xuyên bay vèo qua người, không thấy bóng dáng, đột nhiên chửi, cậu gian lận. Khi Chiêm Khánh Nhân đuổi theo, lúc hạ xuống núi, Dương Bách Xuyên đã đứng trên tảng đá lớn, cười khanh khách. Chiêm yêu nghiệt, lời đã nói, lấy 500 viên tinh thạch tiên thiên ra đây. Vừa nói vừa vươn tay ra. Cậu gian lận. Chiêm Khánh Nhân trầm mặt, Dương Bách Xuyên có tiên khí vượt qua cấp bậc thần binh, 10 tốc độ của anh ta cũng không sánh được. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, sao nào? Muốn chống lại sao? Tôi gian lận à, lúc trước chúng ta cũng không nói chuyện dùng cách gì, dù sao so tốc độ mà thôi, anh đây nhanh hơn, còn lên núi trước. Không đưa cũng được, quay về ta sẽ nói với giới cổ võ là Chiêm Khánh Nhân của Côn Luân là người thất hứa. Dừng lại, không phải chỉ là 500 tinh thạch tiên thiên sao? Chiêm Khánh Nhân tôi có, nhưng trên người không mang theo nhiều như vậy, quay về sẽ đưa cho cậu. Tôi đưa cho cậu 100 viên trước. Chiêm Khánh Nhân đen mặt, lấy túi gấm nhỏ từ trong ngực ra, vừa nói chuyện vừa ném cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười ha ha nhận lấy, linh thức di chuyển, không nhiều không ít, vừa đủ 100, còn nợ tôi 400 viên tinh thạch tiên thiên, nhớ trả đủ cho tôi. Mặt Chiêm Khánh Nhân như sắp chảy nước đến nơi. Nhục quá. Nhưng anh ta là người nói một là một, hai là hai, mặc kệ Dương Bách Xuyên dùng cách gì. Dù sao người ta cũng thắng, mình thua, việc này phải thừa nhận. Trước khi ra ngoài có thể mang theo 100 tinh thạch, Dương Bách Xuyên để cho anh ta nợ, đúng là rất giận. Anh ta hít sâu một hơi, đen mặt nhìn Dương Bách Xuyên, nói, chỉ dựa vào tốc độ phi kiếm thì nói được gì chứ, so chiêu đi. Thua một ván, Chiêm Khánh Nhân muốn lấy lại thể diện về thực lực. Tôi sợ anh chắc, nói thật, đúng là Dương Bách Xuyên muốn so chiêu Chiêm Khánh Nhân. Xem cân nhắc xem vị yêu nghiệt Côn Luân này mạnh bao nhiêu, cũng thử xem thực lực của mình bây giờ như thế nào. Tu luyện tới trúc cơ kỳ tầng 9, anh có thể giết chết tiên thiên tầng 9 sơ cấp, với tiên thiên tầng 9 trung cấp cũng không đến mức cực hạn,
mà Chiêm Khánh Nhân vừa đúng là đối tượng thích hợp. Trong mắt Dương Bách Xuyên, đừng nhìn Chiêm Khánh Nhân là tiên thiên tầng 9 trung cấp, còn anh có thể so với tiên thiên cửu tầng sơ cấp, hai người chênh lệch nửa cấp, nhưng đúng là Dương Bách Xuyên không sợ Chiêm Khánh Nhân. Nếu Chiêm Khánh Nhân đã yêu cầu so chiêu, anh cầu còn không được, dù trên danh nghĩa là luận bàn nhưng cũng có nghĩa là sinh tử chiến. Hơn nữa sau khi đến đây, Dương Bách Xuyên không phát hiện ra bóng dáng Tử Tiên lão đầu, dù sao cũng không có ở đây, đánh nhau với Chiêm Khánh Nhân trước rồi nói sau. Có thể so chiêu với các thiên tài trong giới võ cổ thời nay là một cơ hội tốt để mài giũa. Sau một khắc, Chiêm Khánh Nhân cười lạnh, bước lên một bước, tung quyền về phía Dương Bách Xuyên. Hừ! Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, cũng nâng nắm đấm lên. Ầm! Một tiếng ầm vang lên. Hai người lùi ba bước, mắt hai bên sáng lên. Chiêm Khánh Nhân nhìn Dương Bách Xuyên đầy chiến ý, qua đòn tấn công thăm dò vừa rồi, anh ta phát hiện trong cơ thể Dương Bách Xuyên không chỉ có chân nguyên hùng hậu, sức mạnh cơ thể của cậu ta cũng không hề thua kém mình, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Cơ thể của Chiêm Khánh Nhân đã được rèn luyện trong bồn thuốc từ năm 3 tuổi, từ trước đến nay anh ta khá tự tin về cơ thể mình, nhưng hôm nay gặp được Dương Bách Xuyên, điều này khiến cho trong lòng anh ta có một cảm giác gặp kỳ phùng địch thủ. Chiêm Khánh Nhân lập tức hét lên, lại nâng nắm đấm lên, trong lòng muốn xem cơ thể ai mạnh hơn, từ nhỏ anh đã rèn luyện cơ thể trong bồn thuốc, đúng là không sợ ai, càng không thua ai về sức mạnh cơ thể. Trong lòng Dương Bách Xuyên cũng kinh ngạc, lúc này cơ thể anh là kim cương nhục thể, cứng đối cứng với Chiêm Khánh Nhân mới phát hiện sức mạnh cơ thể của anh ta cũng không thua gì anh. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là đã xem thường tiểu tử này, xem ra nội tình của tông môn cổ xưa không đơn giản như trong tưởng tượng, cứ ngỡ kim cương nhục thể của mình và càn khôn tôi thể quyết là công pháp mạnh nhất thế gian. Không ngờ Chiêm Khánh Nhân là một nhân vật nổi bật trong giới võ cổ cũng có sức mạnh cơ thể mạnh như anh. Dương Bách Xuyên không biết là từ nhỏ Chiêm Khánh Nhân người ta đã luyện dược tắm, mà thời gian tu luyện cơ thể của anh chỉ mới 2 năm mà thôi. Nheo mắt lại, hai tay siết chặt, nghênh đón. Ầm ầm ầm. Hai người rất ăn ý với ngươi, không ai dùng sức mạnh chân khí, hai người đều đấu bằng sức mạnh cơ thể. Trong cuộc đối đầu giữa quyền và thịt, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người đã đấm hàng trăm cú, sau đó lại tách ra. Hai tay của Chiêm Khánh Nhân run rẩy. Nắm đấm của Dương Bách Xuyên không run rẩy, nhưng có vết máu do rách ra. Anh không tệ, ván này tôi thua. Dương Bách Xuyên nhìn tay mình xuất hiện vết máu thì biết về phương diện sức mạnh cơ thể anh kém Chiêm Khánh Nhân một chút. Cậu không cần nhường, ván này ngang tài ngang, mặc dù da tôi không bị rách, nhưng cả hai tay đều tê dại. Thằng nhóc cậu còn chưa tới 30 tuổi, tu luyện muộn hơn tôi, nếu chúng ta tu luyện cùng lúc thì cậu sẽ mạnh hơn tôi. Chiêm Khánh Nhân cao ngạo như thế, đương nhiên sẽ không chiếm lợi của người khác. Dương Bách Xuyên nghe thấy những lời này, cũng khá vui. Mặc dù Chiêm Khánh Nhân này kiêu ngạo từ trong xương cốt, nhưng cả quá trình cũng được xem như quang minh lỗi lạc, lại giúp Dương Bách Xuyên thay đổi cách nhìn với anh ta. Tu luyện không có trước sau, anh mạnh hơn là anh mạnh hơn, chia thời gian làm gì chứ, ván này tôi thua. Dương Bách Xuyên cũng là người kiêu ngạo, sao có thể nhận lời Chiêm Khánh Nhân chứ? Hừ! Chiêm Khánh Nhân hừ lạnh một tiếng, Dương điên, cho tôi thấy bản lĩnh thật sự của cậu đi. Trong lúc nói chuyện, Chiêm Khánh Nhân lại tấn công lần nữa, lần này anh ta đánh một quyền, vận chuyển lượng chân nguyên khổng lồ, linh khí trời đất dao động mãnh liệt, kéo theo bụi bặm trong vòng 3 mét xung quanh, một đấm nhìn như đơn giản đánh về phía Dương Bách Xuyên. Cơ thể mạnh mẽ vượt qua, bây giờ di chuyển phải xem bản lĩnh thực sự. Dương Bách Xuyên cũng đánh một chưởng, anh biết Chiêm Khánh Nhân đã đánh thật, mà anh cũng chờ mong. Chấn Thiên Chưởng. Một bàn tay khổng lồ được tạo ra đánh xuống Chiêm Khánh Nhân. Ầm ầm. Hai người hai tay đối diện nhau, một tiếng nổ vang lên, bụi bặm trong vòng 10 mắt xung quanh bay lên. Lần này mặt ai cũng cứng lại, Dương Bách Xuyên cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể Chiêm Khánh không thua gì anh, thậm chí còn mạnh hơn. Chiêm Khánh Nhân cũng nhìn Dương Bách Xuyên toàn lực ứng phó, quả nhiên Dương Bách Xuyên cũng có tài năng. Giao Long xuất hải. Liệt Thiên Trưởng. Hai bóng người trong bụi đất mù mịt, lại ra chiêu tấn công. Ầm ầm ầm. Một tiếng động lớn vang vọng trên đỉnh núi,
Trên đỉnh núi có một khu vực hơn 10 mét trơ trọi, cỏ và cát đã bị san bằng. Một đòn lại thêm một đòn, hai bên càng đánh càng kinh hãi, đều cảm thán đối phương rất mạnh, nhưng càng đánh càng hăng. Không ai thua ai cả. Trong khoảnh khắc hai người rơi xuống trên tảng đá lớn, Chiêm Khánh Nhân gầm lên một tiếng, lại đạp trời bay lên giữa không trung, ngay sau đó hét lớn, Côn Luân Lật Trời Ấn. Trong lúc hét, trong tay Chiêm Khánh Nhân có thứ gì đó lạ kỳ hình thành, đứng ngược xuống, trưởng này đánh xuống đầu Dương Bách Xuyên. Hai mắt Dương Bách Xuyên đông cứng, anh biết Chiêm Khánh Nhân xuất tuyệt chiêu, nhưng anh cũng không phải ăn chay, vận chuyển chân hỏa trong người, ngọn lửa bốc lên trong nháy mắt, vận chuyển càn khôn, hét lên, hợp nhất chân khí càn khôn. Đây là dung hợp ba đòn tấn công của anh vào một chiêu, Chấn Thiên Trưởng, Khai Thiên Trưởng và Liệt Thiên Trưởng. Ầm ầm. Răng rắc. Đầu tiên là một tiếng nổ, sau đó là tiếng đá vỡ tung. Những tảng đá lớn như một ngôi nhà nổ tung. Dương Bách Xuyên phi thân nhảy xuống tảng đá, Chiêm Khánh Nhân đứng ở phía bên kia. Bụi bặm bay lượn trong đất, khóe miệng Dương Bách Xuyên chảy máu, bàn tay trái của Chiêm Khánh Nhân nhỏ máu. Ngay sau đó, trong bụi đất, giữa hai người, ở giữa những tảng đá đã nổ tung, một giọng nói tức giận vang lên. Bọn điên này, sao không cho người ta ngủ hả? Bọn khốn này! Tiếng nói hổn hển này chính là giọng của Tử Tiên lão đầu. Giọng nói của ông ta cũng khiến cho Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân không tiếp tục ra tay được nữa, hai người chiến đấu với nhau nhưng chưa phân thắng bại, có thể nói là ngang tài ngang sức. Đương nhiên, không thù không hận, cũng có nghĩa là một trận giao đấu mà người này không phục người kia, không có chém giết thật sự, nếu như bọn họ nghiêm túc chém giết lẫn nhau, nói không chừng sẽ chẳng có kết quả khó phân cao thấp thế này. Tóm lại, sau khi trải qua một cuộc tỉ thí, song phương đều nhận ra thực lực của nhau, giữa hai người xuất hiện một loại cảm giác tôn trọng lẫn nhau. Dương Bách Xuyên tự nhận là một người tu chân, thanh cao hơn các võ cổ giả, rất hiếm khi thật sự xem người kia là một bàn đồ ăn giống như võ cổ giả. Chiêm Khánh Nhân xuất thân từ Côn Luân, là người đứng đầu trong thập đại yêu nghiệt, thế nên hắn cũng kiêu ngạo vô biên, không xem người kia là đối thủ, khoan nói tới việc hắn là người tự cao tự đại, thì cũng là loại người không phục bất kỳ ai. Trong cuộc tỉ thí với Dương Bách Xuyên, xem như đã hiểu được những gì sư phụ của hắn đã nói trước khi xuống núi, giới võ cổ chưa bao giờ thiếu thiên tài, không chỉ có con cá nổi trên mặt nước, mà còn có loài rồng biển ẩn sâu dưới đáy. Hắn thực sự đã thay đổi nhận thức về Dương Bách Xuyên. Đợi đến khi bụi bặm tan đi hết, quả nhiên hình bóng của Tử Tiên lão đầu xuất hiện. Lúc này trên đầu ông ta đầy bụi đất, khuôn mặt đen thui nhìn Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân. Rõ ràng Tử Tiên lão đầu đang trốn ở khoảng đất dưới một tảng đá to để ngủ, dưới tảng đá đó có một khoảng không gian lớn, là nơi ông ta giấu rượu, trước khi Dương Bách Xuyên cũng không có kiểm tra, còn tưởng rằng Tử Tiên lão đầu đã đi vào núi sâu. Không ngờ ông ta lại trốn dưới tảng đá để ngủ. Về phần có phải là ngủ thật hay không thì Dương Bách Xuyên không rõ lắm. Nhưng hắn cảm thấy Tử Tiên lão đầu rất kỳ lạ, bình thường nằm ở trên tảng đá, nhưng hôm nay lại thực sự đi trốn dưới tảng đá để ngủ. Nếu như không phải vì trận chiến giữa hắn và Chiêm Khánh Nhân mà tảng đá bị vỡ, thì ông ta sẽ vẫn không đi ra. Đôi mắt của Dương Bách Xuyên vẫn đang quan sát Chiêm Khánh Nhân và Tử Tiên lão đầu, cố gắng tìm ra manh mối từ khuôn mặt của họ. Tử Tiên lão đầu vẫn mang bộ dạng say khướt hung hãn kia như bình thường, điểm khác biệt với mọi ngày đó là trên mặt ông ta đầy vẻ tức giận, giống như đã thực sự bị quấy rầy giấc ngủ vậy. Sắc mặt tối om, căn bản không đoán ra được điều gì. Chẳng biết có phải sau khi hắn nhìn thấy Chiêm Khánh Nhân cái người tới từ Côn Luân này nên tâm tình bị mất ổn định hay không, mà dường như hắn hoàn toàn không cảm nhận được gì. Mà Chiêm Khánh Nhân thì ngược lại, phản ứng của hắn mạnh hơn nhiều, Dương Bách Xuyên quan sát thấy sau khi Tử Tiên lão đầu xuất hiện, toàn thân hắn ta chấn động, vội vàng lấy một bức họa trong ngực ra rồi mở ra xem bản vẽ trong tay, rồi lại nhìn Tử Tiên lão đầu, có vẻ như đang so sánh với cái gì. Trong lòng Chiêm Khánh Nhân thật sự rất kinh ngạc, trước khi đi hắn nghe theo lời dặn dò của sư phụ, đặc biệt mang theo một bức tranh vẽ chân dung đại sư Bá Lôi Đình. Vào lần đầu tiên hắn nhìn thấy ông lão trước mặt, hắn đã ngay lập tức xác định đây là đại sư Bá Lôi Đình của hắn. Chiêm Khánh Nhân từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua đại sư Bá, nhưng đã từng nhìn thấy bức họa, cũng đã nghe sư phụ Thanh Hư Tử nhắc tới câu chuyện của đại sư Bá Lôi Đình từ lâu,
trong lòng hắn đã không còn lạ lẫm gì nữa. Sư phụ hắn có 9 người sư huynh sư đệ cùng lứa, Lôi Đình là đại sư huynh, sư phụ Thanh Hư Tử là sư đệ nhỏ nhất, khoảng cách tuổi tác cũng có sự chênh lệch lớn, mà vào thời điểm Chiêm Khánh Nhân hắn gia nhập Côn Luân, đại sư bá Lôi Đình đã biến mất rồi. Đại sư bá Lôi Đình biến mất ròng rã cả một năm, năm nay hắn mới 32 tuổi, bình thường chưa từng thấy, nhưng so sánh giữa khí tức của công pháp Côn Luân và bức họa trong tay mình, Chiêm Khánh Nhân ngay lập tức xác nhận rằng ông lão trước mắt chính là đại sư bá Lôi Đình của hắn. Chính là người có thân phận và danh tiếng cực cao ở Côn Luân. Lúc này Chiêm Khánh Nhân vui mừng khôn xiết, sư phụ đã tu luyện đến tầng thứ 9 đại viên mãn tiên thiên, và từ lâu đã muốn bế quan để đi chinh phục các cửa ải, hay nói cách khác là để tìm kiếm phương pháp hư cảnh trên tiên thiên, có ý định dạy bảo Côn Luân tự mình lãnh đạo. Nếu hiện tại có đại sư bá Lôi Đình ở đây, địa vị của Côn Luân trong giới võ cổ không chỉ sẽ không dao động nữa, mà ngược lại sẽ còn thêm kiên cố hơn, thậm chí ưu điểm lớn nhất chính là vấn đề tu vi hiện tại của đại sư bá. Mỗi người ở Côn Luân đều biết đại sư bá Lôi Đình biến mất là vì tìm kiếm cách đột phá cảnh giới tiên thiên, hắn biến mất 60 năm và bây giờ đã xuất hiện trở lại, điều này có phải đã chứng minh rằng đại sư bá đã vượt qua cảnh giới tiên thiên hay không, cảnh giới tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh điểm trong truyền thuyết võ đạo hư cảnh ư? Rất nhiều người đều biết ở trên tiên thiên chính là hư cảnh, có điều biết thì biết vậy thôi, chứ từ xưa tới nay chưa hề có ai có thể nói rõ ràng làm sao để hoàn toàn đột phá được đại viên mãn tiên thiên. Làm thế nào để tu luyện đến cảnh giới ở trên tiên thiên, hay làm thế nào để đạt đến hư cảnh đây? Đối với vị đại sư bá Lôi Đình trước mặt, mặc kệ khí thức hay là cảnh giới tu vi, Chiêm Khánh Nhân đều không thể cảm nhận rõ ràng, hắn có cảm giác rất thần bí, thâm trầm. Điều đó chẳng phải đã nói lên rồi sao? Đại sư bá đã đạt đến hư cảnh đúng không? Nếu như đại sư bá đã đạt đến hư cảnh thì đó cũng là phúc lớn của Côn Luân. Chiêm Khánh Nhân biết rằng trong cấm địa thiên trì của Côn Luân, mấy đời trưởng bối có tu vi đạt đến đại viên mãn tiên thiên của Côn Luân đều đang cố gắng tìm hiểu vấn đề làm thế nào để đột phá hư cảnh, đáng tiếc không ai thành công. Không chỉ Côn Luân mà một số tông môn lớn và lâu đời khác cũng như thế. Hiện tại nếu như đại sư bá Lôi Đình đã đạt đến hư cảnh, nắm giữ biện pháp làm thế nào để đột phá hư cảnh, vậy đây thực sự chính là một việc trọng đại của Côn Luân. Khi nghĩ về điều này, toàn thân Chiêm Khánh Nhân run lên, hắn rất phấn khích. Lúc này Chiêm Khánh Nhân quỳ trước mặt Tử Tiên lão đầu, hắn kích động nói, đệ tử dưới trướng sư phụ Thanh Hư Tử ở Côn Luân Chiêm Khánh Nhân bái kiến đại sư bá. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng trở nên căng thẳng. Tuy rằng Tử Tiên lão đầu mặc dù không thừa nhận bản thân không còn bị điên nữa, nhưng hắn cảm thấy ông ta đã khôi phục lại. Bây giờ người trong tông môn đã tìm đến đây, Tử Tiên lão đầu cũng nên đi, nên rời khỏi Vân Môn rồi. Trong khi nói chuyện với Tử Tiên lão đầu, từ việc Dương Bách Xuyên bắt đầu lừa gạt ông trấn giữ Vân Môn hộ mình, mấy lần có kiếp nạn thì Tử Tiên lão đầu cũng đều giúp đỡ hắn. Lúc này khi một cao thủ như vậy rời đi, trong lòng của hắn có áp lực rất lớn đối với Vân Môn. Đã trải qua gần một năm ở chung, Dương Bách Xuyên đúng là có hơi không nỡ rời xa Tử Tiên lão đầu, thực ra mấy ngày nay hai người uống rượu tán gẫu, thật giống một đôi bạn không phân biệt tuổi tác, nếu như Tử Tiên lão đầu đột nhiên rời đi, hắn sẽ thật sự không cam lòng. Nhưng Dương Bách Xuyên hiểu rõ Tử Tiên lão đầu là cao thủ của Côn Luân người ta, ông đã giúp đỡ hắn cũng như Vân Môn nhiều lần trong năm qua. Hắn không có lý do và cũng không thể quá ích kỷ để ông ở lại đây, mà với tu vi của Tử Tiên lão đầu thì, hắn có muốn giữ người cũng không được. Khi Chiêm Khánh Nhân quỳ xuống, Dương Nghị Vân thầm thở dài trong lòng, hắn đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng với việc Tử Tiên lão đầu rời đi. Tuy nhiên, vào lúc này, Tử Tiên lão đầu lại liếc nhìn Chiêm Khánh Nhân và nói, tiểu tử ngươi là ai? Lôi Đình là người nào, ai là đại sư bá của ngươi cơ, ông đây không quen biết ngươi. Ngươi bái ta làm gì? Đứng lên đi, trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Tử Tiên lão đầu dùng tay nâng hư không, đỡ Chiêm Khánh Nhân đứng dậy một cách không tự chủ được. Dương Bách Xuyên không bất ngờ với cảnh này, bởi vì hắn biết tu vi của Tử Tiên lão đầu đã vượt qua tiên thiên, có thể so với một nhân vật kim đan, tùy ý vung tay cũng có thể nâng Chiêm Khánh Nhân lên được. Nhưng đối với Chiêm Khánh Nhân, hắn càng thêm chắc chắn trong lòng rằng ông ta đã đạt đến hư cảnh. Có điều sau khi nghe lời đại sư bá nói, hắn lại trợn tròn mắt. Có chuyện gì vậy?
Tại sao người này không nhận ra mình chứ? Khuôn mặt của Chiêm Khánh Nhân lộ vẻ ngạc nhiên. Dương Nghị Vân sững sờ một lúc, sau đó lại mừng như điên trong lòng, Tử Tiên lão đầu bị bệnh điên nên không được nhanh nhẹn lắm. Đại sư bá ngươi, ta tới đón người theo lệnh của sư phụ đó, người xem đi, đây là bức họa mà người để lại ở tông môn, mỗi một người trong Côn Luân đều có. Chiêm Khánh Nhân sốt ruột, vội vàng mở bức chân dung trong tay ra cho Tử Tiên lão đầu xem, hắn rất chắc chắn ông lão trước mắt chính là đại sư bá Lôi Đình của mình, khí thức công pháp của Công Luân không lẫn vào đâu được, mà dáng dấp của người này cũng giống tranh như đúc. Nhưng nhìn có vẻ như đại sư bá căn bản không quen biết mình, và cũng không biết Côn Luân của hắn. Đi qua một bên, cái gì mà sư bá sư thúc, ta tên là Tử Tiên, chính là đại trưởng lão cấp cao nhất ở Vân Môn, ai quen biết ngươi chứ? Tử Tiên lão đầu vừa nói chuyện vừa cầm bầu rượu uống, căn bản không nhìn Chiêm Khánh Nhân lấy một lần, sau đó thì lại nhảy lầm bầm lầu bầu một mình. Lúc này, ánh mắt như đao của Chiêm Khánh Nhân tựa như nhìn về phía Dương Bách Xuyên, hắn trầm giọng nói, Dương Bách Xuyên, ngươi nói xem, ngươi đã làm gì với đại sư bá của ta? Lúc Chiêm Khánh Nhân nghĩ đến dáng vẻ điên điên khùng khùng của đại sư bá, dường như không còn ký ức gì về Côn Luân, rất có thể là Dương Bách Xuyên đã làm gì với đại sư bá, hoặc có lẽ đã sử dụng thủ đoạn gì đó để khống chế ông. Trên thực tế, Dương Bách Xuyên có thể hiểu được phần nào tâm tình của Chiêm Khánh Nhân, chẳng qua hắn không quan tâm đến điều đó, hắn híp mắt nói, phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói chứ, Tử Tiên lão đầu, à không đúng, đại trưởng lão của Vân Môn ta. Là ta nhặt được ông ấy trong núi, vẫn luôn mang dáng vẻ như thế này, nói cách khác, ta còn thu nhận và giúp đỡ ông ấy, vậy ta có thể làm gì chứ? Là ông ấy tự nguyện làm đại trưởng lão của Vân Môn ta, với cả ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút đi, với tu vi của đại trưởng lão thì ta có thể làm gì ông ấy hả? Hừ, ta tin rằng ngươi cũng không dám, vậy ngươi nói xem, tại sao đại sư bá lại thành ra như vậy? Chiêm Khánh Nhân bớt tức giận một chút, hỏi. Dương Bách Xuyên xòe tay, nhếch miệng nói, anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Lần đầu tiên tôi gặp ông ấy đã điên điên khùng khùng như vậy rồi. Là tôi tốt bụng thu nhận ông ấy đó biết không? Còn nữa, anh có chắc đại trưởng lão của Vân Môn chúng tôi là đại sư bá của anh không? Chiêm Khánh Nhân đưa bức tranh trong tay cho Dương Bách Xuyên, đây là bức chân dung của đại sư bá ở Sư Môn. Mỗi đệ tử Côn Luân vào năm 60 tuổi đều để lại một bức chân dung. Tự cậu nhìn xem có đúng không? Hơn nữa, tôi sẽ không nhận nhầm khí tức công pháp trên người đại sư bá. Tôi còn có thể lừa cậu chuyện này hay sao? Dương Bách Xuyên cầm tranh xem, đúng là Tử Tiên lão đầu. Chiêm Khánh Nhân nói sẽ không nhận sai khí tức công pháp, điểm này thì anh tin tưởng, bởi vì mỗi sư môn đều có khí tức riêng, chỉ có người trong tông môn mới cảm ứng được. Bây giờ có thể xác định Tử Tiên lão đầu là người phái Côn Luân. Nhìn bộ dạng của Chiêm Khánh Nhân cũng không giống nói dối. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại bảo Tử Tiên lão đầu theo Chiêm Khánh Nhân về Côn Luân? Ý nghĩ này chỉ đọng lại trong đầu Dương Bách Xuyên giây lát. Anh nghĩ có trở về hay không là do Tử Tiên lão đầu quyết định. Côn Luân là tông môn hàng đầu, mình không lừa được. Chiêm yêu nghiệt, tôi tin lời anh, nhưng anh cũng thấy tình trạng của đại trưởng lão rồi đấy, nếu anh thật sự muốn đón ông ấy đi thì tôi cũng không ngăn cản. Mặt khác, nói đến đây, Dương Bách Xuyên tới gần Chiêm Khánh Nhân nói nhỏ, mặt khác, anh thấy đó, ha ha, tôi đã thu nhận đại sư bá của anh tức là ân nhân của Côn Luân các anh đúng không? Gần một năm qua tôi cung cấp đồ ăn thức uống cho đại trưởng lão, tất cả đều là đồ cao cấp, ngay cả rượu ông ấy uống cũng là linh tử, rượu khỉ. Suýt nữa thì tôi phá sản rồi, vì vậy Côn Luân các anh phải đền bù cho tôi đúng không? Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Chiêm Khánh Nhân thoáng sửng sốt. Hình như có lý đấy, nhưng cứ cảm thấy sai sai ở đâu mà không nghĩ ra. Anh ta hỏi Dương Bách Xuyên, cậu muốn đền bù thế nào? Yêu cầu không cao, dù sao tôi và đại sư bá của anh cũng là chỗ quen biết. Đền bù cho tôi 1-2 vạn tinh thạch tiên thiên là được. Tên họ Dương nào đó ra vẻ nghiêm túc nói. Chiêm Khánh Nhân suýt đạp hụt, tức giận mắng, sao cậu không ăn cướp luôn đi? Nghe xem anh nói kìa, tôi đường đường là môn chủ một môn. Sao lại đi ăn cướp chứ? Côn Luân các anh đứng đầu tông môn lâu đời, lẽ nào ngay cả chút ít tinh thạch tiên thiên như vậy cũng không có? Dương Bách Xuyên chẳng khác gì đang lừa gạt tống tiền. Chiêm Khánh Nhân tức nổ phổi,
Con mẹ nó, cậu vừa mở mồm đã đòi 1-2 vạn tinh thạch tiên thiên. Đó là tinh thạch tiên thiên, tinh hoa thiên địa đấy, thằng nhóc cậu tưởng là cải thảo chắc. Chiêm Khánh Nhân gào lên. Khụ khụ, có thể thương lượng mà. Nếu thật sự không được thì cho tôi 1 vạn tinh thạch cũng được. Tôi không lừa anh đâu, không tin thì anh hỏi đại trưởng lão xem ông ấy có uống rượu khỉ và linh tửu hay không, hỏi xem có phải rượu ông ấy uống tràn đầy linh khí hay không. Anh nói xem suốt 1 năm trời ông ấy uống hết bao nhiêu linh thạch, sư bá của anh uống rượu làm Vân Môn chúng tôi suýt phá sản luôn. Dương Bách Xuyên nói nhăng nói cuội, túm lại là muốn đòi chút lợi lộc từ Côn Luân. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Chiêm Khánh Nhân phát hiện thứ đại sư bá nhà mình uống là linh tửu. Nếu những gì Dương Bách Xuyên nói là sự thật, thì người ta đòi 1 vạn tinh thạch tiên thiên cũng không nhiều lắm. Nhưng Chiêm Khánh Nhân không tin Dương Bách Xuyên, bèn đi tới chỗ tử tiên lão đầu và hỏi, khụ khụ, đại sư bá, bình thường ngài đều uống linh tửu sao? Đương nhiên, tôi không thèm uống rượu bình thường của thế tục đâu. Đây là rượu có đẳng cấp thấp nhất rồi đấy, rượu ngon của nhóc Xuyên bị tôi uống hết rồi. Bình thường lão phu toàn uống rượu khỉ, tử tiên lão đầu khoe khoang, sau đó còn nói với Dương Bách Xuyên, nhóc Xuyên, lão phu sắp uống hết rượu rồi, cậu mau tìm rượu cho lão phu đi, nếu không lão phu không tha cho cậu đâu. Lần này Chiêm Khánh Nhân đã xác nhận Dương Bách Xuyên nói thật, lập tức hít sâu một hơi. Chính đại sư bá tự thừa nhận thì chắc chắn không sai, uống linh tửu hàng ngày thì ai mà chịu nổi. Như vậy uống suốt 1 năm. Đệt. Cho dù Côn Luân là tông môn lớn cũng không chịu nổi. Nói vậy thì Dương Bách Xuyên đòi 1-2 vạn tinh thạch tiên thiên cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên, Chiêm Khánh Nhân không biết là Hầu Đậu Đậu có một bầy khỉ sản xuất rượu khỉ mỗi ngày, làm sao Dương Bách Xuyên phá sản được. Mấu chốt là Chiêm Khánh Nhân cũng nhìn ra đầu óc đại sư bá nhà mình có vấn đề, không nhận người quen nhưng có thể nói chuyện với Dương Bách Xuyên, điều này khiến Chiêm Khánh Nhân sợ ném chuột vỡ đồ. Anh ta biết đại sư bá ở Vân Môn, cũng biết tu vi của đại sư bá đã bước vào hư cảnh, chuyện này vô cùng quan trọng với Côn Luân, nhất định phải đưa đại sư bá về Côn Luân. Nhưng đại sư bá không nhận người quen, quên mất sư môn Côn Luân, đây chính là một vấn đề khó nhằn. Và lại Chiêm Khánh Nhân cũng nhìn ra đại sư bá tuy điên điên khùng khùng nhưng rất thân thiết với Dương Bách Xuyên, hơn nữa không có vẻ gì là Vân Môn và Dương Bách Xuyên dùng thủ đoạn khống chế đại sư bá. Vừa rồi đại sư bá không hề khách sáo đòi rượu Dương Bách Xuyên cũng đủ chứng minh ông ấy không bị Dương Bách Xuyên trói buộc. Vì vậy Chiêm Khánh Nhân nảy ra một ý, muốn đưa đại sư bá về Côn Luân với mình thì không thể dùng sức mạnh. Đối mặt với tồn tại hư cảnh, anh ta không có lá gan kia. Chỉ có thể dùng trí, mà Dương Bách Xuyên là yếu tố then chốt. Dương Bách Xuyên nói đại sư bá là đại trưởng lão của Vân Môn, xem ra quan hệ giữa hai người rất tốt. Như vậy thì phải chăng có thể nhờ Dương Bách Xuyên ra lệnh hoặc thuyết phục đại sư bá theo mình về Côn Luân? Chiêm Khánh Nhân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy đây là một cách hay. Nhưng muốn Dương Bách Xuyên đồng ý thì phải bỏ ra 1 vạn tinh thạch tiên thiên. Con số này không nhỏ, Chiêm Khánh Nhân không tự quyết định được. Và lại anh ta cũng không biết Côn Luân có 1 vạn tinh thạch tiên thiên hay không. Vì kế hoạch này, anh phải về sư môn một chuyến để xin ý kiến của sư phụ xem có đồng ý trả tinh thạch tiên thiên cho Dương Bách Xuyên hay không. Nhưng trước khi đi, anh ta vẫn cố gắng thử một chút, bèn nói với Dương Bách Xuyên, à thì. 1 vạn linh thạch quá nhiều, tôi phải trở về xin ý kiến của sư phụ. Cậu có thể thuyết phục đại sư bá theo tôi về được không? Dương Bách Xuyên nhìn Chiêm Khánh Nhân, bật cười ha hả như đang nói anh tưởng tôi ngu chắc, làm cho sắc mặt Chiêm Khánh Nhân đỏ bừng lên. Sau đó anh ta tự đi đến chỗ tử tiên lão đầu, bắt đầu thuyết phục, lặp đi lặp lại mấy câu người là sư bá của con, người thuộc phái Côn Luân. Kết quả là nửa tiếng sau, tử tiên lão đầu phiền quá, vung tay áo nói với Chiêm Khánh Nhân, thằng nhóc này ồn ào quá, mau cút đi. Hiện giờ lão phu có rượu ngon uống, có cảnh đẹp ngắm, có nhóc Xuyên bên cạnh, sung sướng biết bao, ai mà thèm Côn Luân gì đó của cậu chứ. Sang một bên chơi đi. Tử tiên lão đầu nói xong, Chiêm Khánh Nhân lập tức bị ông ấy ném bay ra khỏi núi. Ôi ôi ôi, lão đầu đừng ném chết anh ta mà chết thì con phiền to đấy. Tử tiên lão đầu đột nhiên ra tay làm Dương Bách Xuyên sợ hết hồn. Yên tâm đi, đạo hạnh của thằng nhóc kia không kém cậu đâu, không chết được. Tử tiên lão đầu uống vài hớp rượu, sau đó nheo mắt nhìn Dương Bách Xuyên,
thằng nhóc cậu cũng chẳng phải tốt lành gì, lão phu trị giá 10.000 tinh thạch tiên thiên hả? Khụ khụ, Dương Bách Xuyên đỏ mặt, không ngờ lão đầu lại nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Chiêm Khánh Nhân. Anh cười gượng nói, lần sau con sẽ đòi giá cao hơn chút, ha ha. Biến đi, Tửu Tiên lão đầu tức giận quát. Được được, con biến ngay đây. Dương Bách Xuyên nhếch miệng, sau đó buột miệng hỏi, lão đầu, có phải người cố ý không? Dứt lời Dương Bách Xuyên chăm chú nhìn Tửu Tiên lão đầu. Cố ý ở đây là chỉ Tửu Tiên lão đầu cố ý không thừa nhận thân phận sư bá của Chiêm Khánh Nhân. Thằng nhóc cậu thật sự hy vọng tôi rời đi sao? Tửu Tiên lão đầu híp mắt cười khẽ. Dương Bách Xuyên, khụ khụ, con ước gì người ở lại Vân Môn cả đời. Cả đời quá dài, lão phu ở lại chỗ cậu 3 năm. 3 năm sau, nếu cậu có thực lực đi vào Sơn Hải giới thì lão phu sẽ làm trưởng lão của Vân Môn cả đời. Còn bây giờ cậu chút cút lẹ đi, lão phu muốn uống rượu. Mấy câu vừa rồi chỉ là lời say. Tửu Tiên lão đầu nói xong, lập tức nhảy lên một cái cây rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, không nhìn Dương Bách Xuyên nữa. Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng ngời. Anh nhìn Tửu Tiên lão đầu nhắm mắt trên cây, xem như đã hiểu ra. Có lẽ ngay từ đầu Tửu Tiên lão đầu không bị điên, hoặc là từ từ hồi phục, nhưng ông ấy vẫn lựa chọn tiếp tục giả điên ở lại Vân Môn là vì Sơn Hải giới. Không ngờ Tửu Tiên lão đầu lại biết đến sự tồn tại của Sơn Hải giới. Nghĩ xong Dương Bách Xuyên bèn ném vấn đề này ra khỏi đầu. Anh không quan tâm Tửu Tiên lão đầu có mục đích gì, dù sao ông ấy cũng có thiện ý với mình và Vân Môn. Hôm nay trong phút chốc tỉnh táo ngắn ngủi, ông ấy đã nhắc nhở. Mình, nhắc nhở Vân Môn. 3 năm sau sẽ có chuyện gì đó liên quan đến Sơn Hải giới, Tửu Tiên lão đầu cần mình giúp đỡ. Đại khái là thế, Dương Bách Xuyên cảm thấy không thành vấn đề, dù sao anh cũng nợ ân tình của Tửu Tiên lão đầu, đến lúc đó anh đồng ý với ông ấy là được. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải có thực lực. Chuyện này, rất tốt. Dương Bách Xuyên chăm chú nhìn Tửu Tiên lão đầu, sau đó xoay người xuống núi, tâm trạng tự dưng tốt lên. Bây giờ anh phải xuống núi giao dịch với Chiêm Khánh Nhân. Vụ giao dịch này chỉ lời không lỗ, bởi vì nhà cái là Tửu Tiên lão đầu. He he, nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên bật cười khúc khích. Sau khi xuống núi, quả nhiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy Chiêm Khánh Nhân nguyên vẹn đang đứng dưới chân núi, vẻ mặt anh ta đầy khó chịu. Dương Bách Xuyên bước tới cạnh anh ta, cười gian trá nói, Chiêm yêu nghiệt, anh không sao đó chứ. Lời này lọt vào tai Chiêm Khánh Nhân nghe lại có chút mỉa mai, anh hừ lạnh, chăm sóc tốt cho đại sư bá của tôi, thiếu một sợi tóc thì tôi sẽ lấy luôn cái mạng nhỏ của cậu, mấy người đúng là gặp may, sao đại sư bá lại vùi ở một cái nơi nhỏ bé thế này. Dương Bách Xuyên trợn mắt, thế nào, họ Chiêm kia, anh đang xem thường Vân Môn chúng tôi. Nói thật cho anh biết. Những cái gọi là tông môn cổ xưa của mấy người, trong mắt anh đây cũng chỉ là một mâm đồ ăn thôi, có gì hay cơ chứ? Nghe thấy những lời tỏ vẻ cao thượng của Chiêm Khánh Nhân, Dương Bách Xuyên cực kỳ khó chịu, anh lập tức phản bác. Ha ha, cậu nghĩ Vân Môn của mình trâu bò sao? Nói thử xem Vân Môn có cái gì? Chiêm Khánh Nhân muốn gây rắc rối cho Dương Bách Xuyên. Dù sao ở trong mắt anh ta, Vân Môn là một thế lực giống như một gia tộc nhỏ. Không thể so sánh được với tông môn chân chính, gọi tông môn chính là đang rát vàng lên mặt. Dương Bách Xuyên nheo mắt lạnh lùng nói, sao nào, còn muốn đánh nhau à? Dương Bách Xuyên nhất thời tức giận, có điều Vân Môn quả thật mới chỉ là thời kỳ khởi đầu, bất kể là nhân số hay là nội tình thì cũng không thể so sánh với những tông môn cổ xưa được, nhưng anh rất khó chịu khi nhìn thấy bọn họ xem thường người khác. Lúc trước chạm mặt với thần tông và phái Thanh Thành cũng vậy. Hiện tại gặp Chiêm Khánh Nhân của Côn Lôn cũng thế, có lẽ đây chính là bản tính trời sinh của những tông môn cổ xưa này, tự cho mình hơn người khác. Ít nhiều, Chiêm Khánh Nhân cũng biết Dương Bách Xuyên không phục, anh ta cười lạnh nói, cậu đừng chủ quan, nói thật cho cậu biết, bất kỳ một tông môn cổ xưa nào cũng có thể vượt qua sức tưởng tượng của cậu, đừng tự cho rằng mình giết hơn 100 tiên thiên đã là giỏi, đó chỉ là sức mạnh bề nổi của bọn họ, cậu nghĩ cái danh tông môn cổ xưa đó chỉ là gọi cho vui thôi sao? Còn muốn đánh với tôi, cái này tôi quả thật có thể thỏa mãn cậu, có điều hôm nay nể mặt đại sư bá tôi sẽ bỏ qua cho cậu, đại hội tiên thiên luân đạo diễn ra vào 3 tháng sau. Tôi sẽ đợi cậu cùng đánh một trận, đến lúc đó anh đây sẽ mở mang kiến thức cho cậu, thế nào là thiên tài yêu nghiệt của các đại tông môn. Đừng cho rằng tốc độ nhanh một chút,
trong tay có tiên khí vượt qua thần binh thì liền nghĩ mình trâu bò. Còn nữa, tôi khuyên cậu một câu, cậu phải nhanh chóng nâng cao thực lực, thần tông, phái Thanh Thành, M. Nguyệt Môn, cậu trêu chọc tới tam đại tông môn, mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, đại hội tiên thiên luân đạo, những lão quái vật của các tông môn cũng sẽ tới, rất có thể, cậu chính là miếng thịt béo trong mắt bọn họ, nhanh chóng tu luyện đi, đừng để đến khi đó, tôi chưa đánh thì cậu đã bị mấy lão quái vật kia giết chết rồi. Dương Bách Xuyên nghe mấy lời chói tai của Chiêm Khánh Nhân, nghe thì giống như đang chửi rủa, thực ra là đang nhắc nhở cho anh biết, cũng nói ra rất một lượng tin tức lớn. Người có thể giết chết Dương Bách Xuyên tôi còn chưa ra đời, đại hội luân đạo chó má, lúc đó anh đây sẽ tới xem thử, ai giết ai còn chưa chắc đâu, còn nữa, chút thực lực đó của anh tôi đây cũng không xem ra gì đâu, về nhà thì tu luyện chăm chỉ vào, đừng để đến khi ấy lại bị tôi đánh cho khóc nhè, ngoài miệng Dương Bách Xuyên cũng không thừa nhận. Ý tốt của Chiêm Khánh Nhân. Hừ, nói miệng thì có tác dụng gì, đại hội tiên thiên luân đạo đều dựa vào bản lĩnh, sau này còn gặp lại, còn về chuyện của đại sư bá tôi, trở về tôi sẽ xin ý kiến của sư môn, khi đó sẽ đón ông ấy về Côn Luân, tốt nhất cậu nên chăm sóc cho ông ấy. Chiêm Khánh Nhân xoay người rời đi. Chăm sóc cũng không thành vấn đề, đừng quên lần sau tới, nhớ mang theo 2 vạn tinh thạch. À đúng rồi, mình anh nợ tôi 400. Dương Bách Xuyên cười ha ha. Gọi lớn theo bóng lưng của Chiêm Khánh Nhân. Chiêm Khánh Nhân suýt chút nữa ngã quỵ, anh nhanh chóng rời khỏi đây. Dương Bách Xuyên không tiến Chiêm Khánh Nhân, anh ta gọi 2 đồng môn đứng ngoài cửa cùng nhau về, lần này chạm mặt với Chiêm Khánh Nhân, anh cũng xem như là có một đối thủ, từ khi bắt đầu tỷ đấu đến nay, mặc dù ngoài miệng Dương Bách Xuyên nói không phục, nhưng trong lòng anh biết Chiêm Khánh Nhân đã che giấu thực lực, tu vi và thủ đoạn của anh ta sẽ không thua kém mình là bao. Bởi vì giữa 2 người còn có Tửu Tiên lão đầu, vậy nên khả năng trở thành kẻ thù với Côn Luân là rất nhỏ, người thật sự muốn chém giết sẽ không xuất hiện, nhưng cũng không chịu ngồi yên, lần này chẳng khác nào làm Chiêm Khánh Nhân mất mặt, lời nói của anh ta trước khi rời đi, mang theo cảnh cáo và nhắc nhở. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được, suy nghĩ của Chiêm Khánh Nhân rất phức tạp, bản thân anh thì có gì mà tên kia lại thấy phức tạp. Vô duyên vô cớ lại khiến yêu nghiệt Côn Luân nhớ thương. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Còn về lão quái vật của 3 tông môn thần tông, Thanh Thành và M. Nguyệt Môn mà Chiêm Khánh Nhân đã nhắc, Dương Bách Xuyên quả thật là không ngờ tới chuyện này. Nghe ý của anh ta, đại hội tiên thiên luân đạo, sẽ có những nhân vật lợi hại xuất hiện, bao gồm cả kẻ thù của Tam Tông, xem ra đến lúc đó anh thật sự phải cẩn thận. Nâng cao thực lực vẫn là quan trọng nhất, trước khi chưa đạt được thành tựu kim đan, Dương Bách Xuyên tuyệt đối không dám buông lỏng. Cũng may, hôm nay Tửu Tiên lão đài đã cho anh một thời hạn, Tửu Tiên lão đầu sẽ ở lại Vân Môn 3 năm nữa, trong thời gian này, có ông ấy ở đây, Vân Môn sẽ được an toàn. Điều này khiến Dương Bách Xuyên yên tâm hơn. Nhưng anh lại nghĩ, liệu kẻ địch Tam Tông có xuất hiện một nhân vật lợi hại như Tửu Tiên lão đầu không? Dương Bách Xuyên đứng dưới chân núi suy nghĩ một lúc rồi mới trở về nhà, vừa cầm một tách trà thì điện thoại vang lên, anh lấy lên xem. Là Lâm Hoan gọi tới. Nhóc Xuyên, mất liên lạc với Linh Linh rồi, vừa bắt máy thì Lâm Hoan đã nói một câu như vậy. Có chuyện gì vậy, không phải cô vẫn luôn giữ liên lạc với cô ấy à? Dương Bách Xuyên nhíu mày hỏi. Lâm Hoan có chút nóng vội, hôm kia vẫn gọi điện, bắt đầu từ tối qua thì không liên lạc với cô ấy được nữa, gọi điện hỏi chú Liễu, chú ấy cũng không liên lạc được. Sau sự kiện quỷ hút máu rút, Dương Bách Xuyên đã nhờ Lâm Hoan giữ liên lạc hàng ngày với cô, nếu như bây giờ không gọi được cho cô, điều này có nghĩa là Liễu Linh Linh đã xảy ra chuyện rồi. Anh vẫn luôn muốn đón Liễu Linh Linh trở về nhưng lại bị một đống chuyện liên lụy, trì hoãn tới tận bây giờ, hơn nữa, bên phía quỷ hút máu rút cũng không chuyển tới có tin tức gì xấu, vì vậy anh mới yên tâm về Liễu Linh Linh, nhờ Lâm Hoan liên hệ với cô nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại e là anh phải bắt đầu hành trình tới nước Pháp rồi. Dặn dò Lâm Hoan mấy câu, cùng ngày hôm đó Dương Bách Xuyên đã tới Cố Đô, chuẩn bị chuyến bay tới Pháp. Trước khi đi, vốn dĩ anh định tìm đám Lục Tuyết Hy để nhắn nhủ, nhưng Triệu Nam, Lục Tuyết Hy và Độc Cô Vô Tình đều bế quan rồi. Từ sau khi anh gặp nạn ở đảo Hồng Kông, anh phát hiện, tất cả mọi người trong Vân Môn đều nâng cao ý thức tu luyện. Ai cũng bế quan tu luyện, đây là chuyện tốt. Dương Bách Xuyên cũng không tới quấy rầy bọn họ, anh chỉ tìm Tửu Tiên lão tử thông báo một tiếng,
anh sắp phải rời khỏi đây một thời gian, nhờ ông trấn giữ Vân Môn. Tử tiên lão đầu đáp một câu, lúc về nhớ mua rượu ngon cho lão phu là được. Lần này, Dương Bách Xuyên cười tâu toét, sẽ khiến ông hài lòng. Anh thông báo cho Khư Vân, mấy hôm nữa Phong Thiên Nhai sẽ sắp xếp cho tán tu gia nhập Vân Môn, bảo anh đợi sau khi Lục Tuyết Hy và đám người Độc Cô Vô Tình xuất quan, bảo bọn họ bố trí cho tốt. Dương Bách Xuyên rất xem trọng việc tán tu gia nhập Vân Môn, chuyện này anh đã bàn bạc qua với Lục Tuyết Hy, anh tin cô sẽ xử lý ổn thỏa. Lúc gần đi, Ngô Mặc Thu không tiếng động xuất hiện trong xe của Dương Bách Xuyên. Thu Nhi, vừa mở cửa, Dương Bách Xuyên ngạc nhiên khi thấy Ngô Mặc Thu đang ngồi bên trong. Chủ nhân, nếu anh phải đi xa thì mang theo Thu Nhi đi cùng, Thu Nhi không hy vọng chủ nhân phải chiến đấu một mình, Thu Nhi đã học được một ít pháp thuật điều khiển con rối, em sẽ không gây trở ngại cho chủ nhân đâu, xin anh hãy mang theo Thu Nhi. Ngô Mặc Thu nhìn Dương Bách Xuyên, cô yếu ớt nói. Trong lòng Dương Bách Xuyên lóe lên một tia ấm áp, hình ảnh lần trước Ngô Mặc Thu khóc thê lương ở đảo Hồng Kông đang hiện lên trong tâm trí anh biết Thu Nhi lo lắng cho anh, Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp được, hiện tại Thu Nhi cũng xem như là cao thủ trúc cơ tầng 7 rồi, lần này chúng ta sẽ tới Pháp cùng nhau. Ha ha, cảm ơn chủ nhân, Thu Nhi cười vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên tới châu Âu, anh vẫn luôn cảm giác như xung quanh mình có gì đó thiếu thiếu. Nghĩ kỹ lại, hình như anh đang thiếu một hướng dẫn viên hoặc một người phiên dịch, người đầu tiên anh nghĩ tới là Ngô Nam. Anh tin vào thế lực của thần Long Đàm, chắc chắn bọn họ sẽ có người ở châu Âu, nhờ Ngô Nam tìm một phiên dịch chắc là cũng không khó. Bấm số điện thoại của Ngô Nam, chuẩn bị hỏi thăm một chút, hơn nữa cũng cảm ơn vì lần trước đã giúp anh ở đảo Hồng Kông, cho tới bây giờ anh vẫn chưa cảm tạ ông ấy. Sau khi điện thoại kết nối, giọng Ngô Nam vẫn không mặn không nhạt như cũ, tìm tôi có chuyện gì? Từ sau khi Hạ Lộ mất tích, Ngô Nam nói chuyện với Dương Bách Xuyên cũng không có mấy lời hay ý đẹp, dù sao thì hai người vẫn không gặp lại nhau, đều là liên lạc qua điện thoại, mỗi lần nói chuyện lại rất cứng ngắc. Dương Bách Xuyên không hề tức giận, anh biết nếu anh có chuyện, Ngô Nam vẫn sẽ giúp đỡ, mặc dù ông ấy nói năng rất khó nghe. Khụ khụ. Cảm ơn ông chuyện ở đảo Hồng Kông nhé, Dương Bách Xuyên nói lời cảm ơn trước. Bớt nói nhảm, có chuyện gì thì nói nhanh, tôi rất bận. Ngô Nam không thèm nể mặt anh. Dương Bách Xuyên suýt nữa bị sặc chết, anh hít sâu một hơi, tôi muốn tới Pháp một chuyến, tìm giúp tôi một phiên dịch hướng dẫn viên. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đó Ngô Nam mới lên tiếng, có phải liên quan tới Sương Hoa không? Đúng. Chính xác mà nói là chủ sau lưng tổ chức sát thủ Sương Hoa gia tộc quỷ hút máu. Dương Bách Xuyên không hề ngạc nhiên khi Ngô Nam biết được chuyện này. Được, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện. Ngô Nam đưa ra một điều kiện. Chuyện gì vậy? Dương Bách Xuyên nhíu mày, nhờ ông tìm một phiên dịch viên thôi mà cũng có điều kiện à? Tìm giúp tôi một quốc bảo, căn cứ vào điều tra của thần Long Đàm, vật này đã bị người của Sương Hoa mang ra nước ngoài rồi. Hiện tại đang ở Pháp, cậu giúp tôi tìm nó về, Ngô Nam thấp giọng nói. Được, thành giao, gửi tư liệu sang cho tôi. Dương Bách Xuyên nói xong liền cúp máy, anh đồng ý ngay, coi như là trả lại nhân tình cho Ngô Nam. Dương Bách Xuyên và Thu Nhi đến Pháp lúc 12 giờ đêm tính theo giờ Trung Quốc, thời gian cách nhau 7 tiếng, hiện tại ở Pháp mới có 5 giờ chiều. Đương nhiên Thu Nhi vẫn luôn duy trì trạng thái ẩn thân. Cô là một con át chủ bài xử lý nguy hiểm giúp chủ nhân, ở đất khách quê người, có thể cẩn thận bao nhiêu thì vẫn nên cẩn thận. Có được sự giúp đỡ của Ngô Nam, Dương Bách Xuyên ở Pháp cũng không tính là gà mờ. Sau khi ra khỏi sân bay, từ xa anh đã trông thấy một tấm bảng chữ Hán viết tên của anh, đón tiếp anh là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi, không cần hỏi thì anh cũng đoán được, anh ta là thành viên của tổ chức tình báo thần Long Đàm. Sau khi hai người gặp mặt, đối chiếu thân phận, anh ta giới thiệu, Dương tiên sinh, anh cứ gọi tôi là Lão Lý được rồi, chúng ta tới khách sạn trước, anh nghỉ ngơi cho tốt, sau đó tôi sẽ báo cáo tình hình cho anh biết. Được, vất vả rồi. Lên xe xong, Lão Lý chạy thẳng tới khách sạn. Lão Lý đã sắp xếp xong tất cả mọi thứ, điều này khiến Dương Bách Xuyên bớt không ít công sức, cũng biết đây là do Ngô Nam cố ý nhắn nhủ. Sau khi tới khách sạn, hai người ngồi xuống. Dương Bách Xuyên hỏi, chuyện của Liễu Linh Linh điều tra đã có kết quả chưa? 3 ngày trước,
Kết quả điều tra của chúng tôi cho biết, Lưu Linh Linh nhận được lời mời từ một người bạn ở Pháp, cũng chính là giáo viên của cô ấy. Bọn họ tới tòa lâu đài của gia tộc Dracula ở ngoại ô, đã 3 ngày rồi vẫn chưa ra ngoài, người của chúng tôi không vào trong được. Đây là tài liệu chi tiết, anh xem đi. Lão Lý lấy một tập văn kiện từ túi ra đưa cho Dương Bách Xuyên. Ngoài ra Dracula là một gia tộc vô cùng thần bí, ở nghe nói bọn họ có thế lực rất lớn ở Paris, thời gian chúng tôi tới đây cũng chưa lâu, cụ thể chính xác như thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Lão Lý bổ sung thêm. Gia tộc quỷ hút máu, các anh không điều tra được là đương nhiên rồi, trong lòng Dương Bách Xuyên nói thầm 2 câu. Được rồi. Tiên sinh có sắp xếp gì thì gọi điện thoại cho tôi cũng ở khách sạn này, đợi lệnh 24/24. Nói xong, Lão Lý bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, mệnh lệnh mà anh ta nhận được là phải phối hợp với Dương Bách Xuyên trong mọi hành động. Đợi sau khi Lão Lý ra ngoài, Dương Bách Xuyên nhìn chiếc ghế sofa chống phía đối diện rồi nói, Thu Nhi, em hiện thân đi. Dứt lời, hình dáng Thu Nhi đã xuất hiện trên chiếc ghế sofa. Chủ nhân, Lão Lý này đáng tin không? Ngô Mặc Thu nói. Anh ta là người của Ngô Nam, sẽ không có vấn đề gì đâu, đợi màn đêm nước Pháp buông xuống, chúng ta sẽ đi thăm dò lâu đài của gia tộc quỷ hút máu. Dương Bách Xuyên lật tài liệu trong tay rồi nói. Vâng chủ nhân, anh nói quỷ hút máu với tu chân giả khác nhau chỗ nào? Ngô Mặc Thu tò mò hỏi. Trong đầu Dương Bách Xuyên hồi tưởng lại hình ảnh anh và Ruth chạm mặt nhau. Anh nói, đúng là khác với võ cổ giả và tu chân giả, sức mạnh tích trữ bên trong cơ thể chúng ta đều chuyển hóa từ linh khí của đất trời, còn sức mạnh của bọn họ là từ máu, tốc độ nhanh như ma quỷ, không thua gì quỷ tu đâu, đi ban đêm phải cẩn thận một chút, tinh thần lực của quỷ hút máu cũng rất mạnh, không thể coi thường được. Chủ nhân yên tâm, em sẽ chú ý, à đúng rồi, đồ vật Ngô Nam nhờ chủ nhân tìm cũng ở gia tộc Dracula sao? Ngô Mặc Thu hỏi. Đúng là gia tộc Dracula, dựa vào manh mối mà Ngô Nam cung cấp, đây là một của Phật giáo, món đồ này đang ở gia tộc Dracula, nếu như thật thì chúng ta sẽ lấy nó về giúp Ngô Nam. Ánh mắt Dương Bách Xuyên lóe lên tia sáng. Từ sau cuộc chiến tranh Nha Phiến, vô số quốc bảo di vật văn hóa của Trung Quốc đã bị đưa ra nước ngoài, nước Pháp cũng không ngoại lệ, vậy nên hiện tại một gia tộc nào đó siêu tầm quốc bảo của Trung Quốc, Dương Bách Xuyên cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Điều anh cảm thấy hứng thú đó là Ngô Nam, đường đường là đàm chủ của thần Long Đàm, vì sao nhất định phải tìm một bức tranh Đôn Hoàng Phi Tiên này chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng anh cũng muốn tới kho siêu tầm của gia tộc Dracula xem thử. Hiện tại, Liễu Linh Linh chắc chắn là bị lừa tới đó, trên danh nghĩa là làm khách nhưng chẳng ai biết sốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Lúc trước, Ruth đã từng đe dọa anh, cô và Liễu Linh Linh là bạn bè. Sẽ không làm tổn thương tới cô ấy, vì vậy Dương Bách Xuyên đoán, nếu người mời Liễu Linh Linh tới lâu đài kia là Ruth, tạm thời chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Dương Bách Xuyên không hiểu rõ về gia tộc quỷ hút máu, vậy nên anh quyết định, tối nay sẽ tới đó thăm dò một chút, dù sao thì cẩn thận vẫn tốt hơn. Khi Dương Bách Xuyên đang tán gẫu với Ngô Mặc Thu trong phòng khách, màn đêm đã buông xuống từ bao giờ, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, Dương Bách Xuyên cho là Lão Lý. Anh tiện tay nghe máy, alo, Lão Lý, thời gian còn sớm. Ha ha, Dương tiên sinh, tôi không phải Lão Lý nha, chào mừng anh tới châu Âu làm khách. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, cô ta nói tiếng Trung Quốc có chút kém, nhưng Dương Bách Xuyên lập tức đứng dậy, giọng nói này rất quen thuộc, trong đầu anh hiện lên cái tên quỷ hút máu Ruth. Ruth, trí nhớ của Dương tiên sinh tốt thật đấy, còn nhớ được cả tôi. Lần trước từ biệt. Tôi đây rất nhớ anh Dương đó, tôi sẽ cho người tới đón anh, đến lâu đài cổ của gia tộc Dracula làm khách, rất mong Dương tiên sinh nể mặt. À đúng rồi, bạn của anh, cũng là bạn ở Trung Quốc của tôi Liễu Linh Linh, cô ấy cũng đang ở nhà tôi rất chờ mong được gặp Dương tiên sinh, tôi ở lâu đài chờ anh tới. Rụp. Ruth nói xong liền cúp máy. Chủ nhân, sao vậy? Ngô Mặc Thu nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Dương Bách Xuyên, cô lên tiếng hỏi. Dương Bách Xuyên đặt điện thoại xuống, anh cười khổ nói, đi thôi, người ta đã sớm phát hiện chúng ta tới, cũng không cần đi thăm dò, lần này chúng ta sẽ quanh minh chính đại mà đi, Thu Nhi, em tiếp tục ẩn thân đi, nếu như tình hình không ổn, an toàn vẫn là trên hết. Ngô Mặc Thu gật đầu, cô đáp, gia tộc quỷ hút màu này xem ra cũng không đơn giản,
chúng ta vừa xuất hiện ở Paris thì đã bị phát hiện rồi, chủ nhân, anh nói xem đối phương có phải cũng đã phát hiện ra em không? Nghĩ lại thì cũng đúng, anh nghe nói Dracula là gia tộc cổ xưa ở châu Âu, lịch sử truyền thừa không thua kém gì một số gia tộc cổ xưa ở Trung Quốc, vậy nên họ phát hiện ra sự xuất hiện của anh thì cũng không có gì lạ cả, còn em thì vẫn luôn trong trạng thái ẩn thân, bọn họ không đến mức thần thông như vậy chứ. Sau khi ra khỏi khách sạn và đi xuống lầu, Dương Bách Xuyên gọi điện cho lão Lý bảo anh không cần sắp xếp nữa, tự anh sẽ đi. Sau khi đến đại sảnh, một lão quỷ cung kính hỏi Dương Bách Xuyên, xin hỏi Dương tiên sinh phải không? Ông ta dùng tiếng Trung Quốc bập bẹ, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có thể nghe hiểu. Là tôi. Dương tiên sinh, cô chủ nhà tôi bảo tôi tới đón anh. Đi thôi. Dương Bách Xuyên gật đầu, cũng không mất bình tĩnh, không phải chỉ là quỷ hút máu thôi sao, còn có thể lật trời được chắc. Anh cũng muốn đi xem thử, tốt nhất là bọn họ đừng trêu chọc tới anh. Còn Liễu Linh Linh, nếu như cô đang ở trong lâu đài của gia tộc Dracula, Dương Bách Xuyên nhất định phải đưa cô về. Sau khi lên xe, tài xế lái thẳng đến lâu đài của gia tộc Dracula. Màn đêm buông xuống, phố bắt đầu lên đen. Cảnh đêm ở Paris rất mê người, nhưng Dương Bách Xuyên lại không có tâm trạng thưởng thức. Trong đầu anh đang giao tiếp với Ngô Mặc Thu, nếu phải đối mặt với nguy hiểm, lúc đó nên giải quyết thế nào. Nhưng mà cũng phải nói lại, với thực lực và tu vi của Dương Bách Xuyên ở thời điểm hiện tại, anh thật sự không sợ quỷ hút máu, ngay cả đầm rồng hang hổ thì anh cũng dám xông vào. Tu vi cao nhất ở Trung Quốc mới chỉ là hư cảnh, anh không tin ở một nơi như gia tộc quỷ hút máu lại còn có thực mạnh hơn cả tiên thiên. Xe đã ra khỏi nội thành từ lúc nào, đi tới một sườn núi quanh co, có lẽ là đang đi thẳng lên đỉnh núi. Lúc này trời bắt đầu có sấm chớp, chớp mắt đã có mưa to. Đi trên sườn núi nửa tiếng, cuối cùng cũng lên tới đỉnh, nhìn qua mui xe, Dương Bách Xuyên thấy một tòa lâu đài cổ kính được xây dựng trên đỉnh núi. Xung quanh, cây cao ngút trời, bề mặt của lâu đài được bao phủ bởi những cành cây nhỏ, cộng thêm mưa to sấm chớp, nơi này mang lại cho Dương Bách Xuyên một cảm giác đầy u ám. Sau khi xe tới cổng, cũng không có người ra mở cửa, hai cánh cửa sắt to nặng nề tự động mở ra. Sau khi tiến vào, chiếc xe đậu ở một nơi giống như là hoa viên, cánh cửa lớn được thiết kế theo phong cách châu Âu phía đối diện, đóng chặt như cánh cửa nhà thờ. Phụ xe nói với anh, Dương tiên sinh, chúng ta tới nơi rồi, mời anh đi theo tôi. Dương Bách Xuyên mở cửa xe bước xuống, anh đi theo ông ta đến trước cửa. Khi cánh cửa giống như nhà thờ từ từ bị đẩy ra, trong lòng Dương Bách Xuyên có chút lo lắng, giây tiếp theo, một khung cảnh nguy nga tráng lệ hiện lên trước mắt anh, đại sảnh được thắp đèn sáng choang, không hề âm u ám như vẻ bên ngoài. Sau khi bước vào, Dương Bách Xuyên đi lại một vòng trong sảnh, cũng không thấy một ai xuất hiện. Người dẫn anh tới mang ra một ly cà phê, ông ta nói, Dương tiên sinh đợi một lát, cô chủ nhà tôi sẽ ra ngay. Dương Bách Xuyên tùy ý ngồi trên sofa, anh bắt chéo hai chân đặt thẳng lên bàn trà, hừ lạnh nói cố làm ra vẻ huyền bí. Ngay lúc này, anh nhắm mắt thả linh thức để kiểm tra tòa lâu đài. Đầu tiên, linh thức của anh đi lên tầng 2, nhưng một giây sau, Dương Bách Xuyên giật mình, lập tức thu linh thức lại. Trong một căn phòng nào đó trên tầng 2, không ngờ anh lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khiêu gợi, anh thấy Ruth đang tắm, cơ thể trắng như tuyết. Cũng là lúc anh đột nhiên mở mắt, giống phát hiện ra điều gì, hơn nữa cũng rất kỳ quái. Khi anh nhìn thấy cơ thể của Ruth, anh cảm thấy giữa anh và cô sinh ra một loại cộng hưởng. Dương Bách Xuyên đỏ mặt thu hồi linh thức, trong đầu anh cũng lóe lên một suy đoán, nghĩ tới một khả năng. Khi gặp Ruth, Dương Bách Xuyên cảm thấy khó bề tưởng tượng, dường như giữa anh và cô ta có cộng hưởng huyết mạch. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ kinh ngạc. Đến giờ anh vẫn chưa có con mà. Cộng hưởng huyết mạch ở đâu ra? Sau đó anh chợt nhớ ra lúc trước trong cuộc giao chiến ở mộ Vũ Hầu, anh đã bắn một giọt máu vào trong cơ thể Ruth, nhưng cuối cùng vẫn để cô ta chạy thoát. Mà máu của anh không phải máu bình thường, anh dựa theo cách đối phó với chị em họ Lục lúc trước để đối phó với quỷ hút máu Ruth. Nói cách khác, nếu Ruth trúng chiêu tức là cô ta đã bị mình khống chế. Bây giờ xem ra Ruth không có khả năng luyện hóa máu của anh. Trái lại ở trong cơ thể đã hình thành một loại khế ước kiểm soát, cho nên Dương Bách Xuyên mới cảm nhận được cộng hưởng huyết mạch. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên mừng thầm,
Nếu thật sự là như thế thì chẳng phải anh có thể khống chế Ruth sao? Đương nhiên chuyện này vẫn cần phải chứng thực. Hiện tại Dương Bách Xuyên không vội, anh bưng cà phê lên uống một hớp, chờ quỷ hút máu Ruth xuống tầng. Vừa rồi anh dùng linh thức dò xét đã bị cô ta phát hiện, hơn nữa anh nhận thấy hình như Ruth đã mạnh hơn lần trước rất nhiều, cũng có khí tức của tiên thiên tầng 9. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc. Lẽ nào quỷ hút máu cũng có thể thông qua tu luyện để nâng cao thực lực bản thân, hoặc là nói huyết mạch. Không lâu sau, âm thanh cộp 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 vang lên. Dương Bách Xuyên nghiêng đầu nhìn, đúng là Ruth dẫm lên đôi giày cao gót xuống tầng. Mái tóc ướt nhẹp, cô ta mặc một chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài trắng nõn cực kỳ quyến rũ. Dương thân ái, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Ruth đi xuống lầu, tươi cười ngồi xuống đối diện Dương Bách Xuyên. Một người già nua bưng một tách cà phê đặt trước mặt cô ta. Ruth vẫy tay ra hiệu cho đối phương lui đi. Sau đó cô ta nhìn Dương Bách Xuyên, đôi mắt xanh cực kỳ cuốn hút. Từ lúc Ruth xuống lầu đến giờ, Dương Bách Xuyên vẫn luôn im lặng, hai chân gác lên bàn, nhìn Ruth với vẻ nghiền ngẫm. Hiện tại anh có thể khẳng định giữa mình và Ruth có cộng hưởng huyết mạch. Nói cách khác, anh chỉ cần niệm trong đầu là có thể khuấy động giọt máu của anh trong cơ thể Ruth. Ngoài ra, Ruth quả thật rất mạnh, khí tức không kém anh. Dương Bách Xuyên híp mắt hỏi, Liễu Linh Linh đâu? Ruth đặt tách cà phê xuống, Dương thân ái. Dương Bách Xuyên xua tay, dừng, trả lời tôi, Liễu Linh Linh đâu? Không ở lâu đài cổ, Ruth nhếch miệng cười, nhìn Dương Bách Xuyên. Không ở, Dương Bách Xuyên ngân giọng, quả thật trong linh thức anh không nhìn thấy Liễu Linh Linh. Anh lập tức niệm trong lòng. Phải rồng bay ra khỏi cơ thể chém về phía Ruth. Không ra tay thì cô nàng phương Tây này sẽ không thành thật. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên cũng biết cô ta trắng trợn gọi mình đến lâu đài cổ nhất định là có chỗ dựa, nhưng anh cũng không phải ăn chay. Tia sáng vàng lóe lên, Ruth biến sắc, lập tức biến mất trên sofa. Phải rồng mạnh mẽ tấn công, sofa chia 5 x 7. Dương thân ái, cậu không phải là đối thủ của tôi. Ruth bay lơ lửng ở một góc phòng khách, khóe môi treo nụ cười, vừa nhìn Dương Bách Xuyên vừa nói. Ha ha, vậy ư, đúng là cô nàng quỷ hút máu này đã mạnh gấp đôi lúc ở mộ Vũ Hầu, nhưng... cô ta quên rằng trong cơ thể mình có một giọt máu của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong lòng, cảm ứng cộng hưởng huyết mạch rồi kích hoạt giọt máu trong cơ thể Ruth. Ruth đang tươi cười lập tức rơi từ trên không trung xuống. Á, gừ. Hai mắt Ruth đỏ như máu. Sau khi rơi xuống đất, gương mặt cô ta vặn vẹo đầy đau đớn. Cô ta hét lên một tiếng, trên lưng xuất hiện một đôi cánh rơi khổng lồ đỏ như máu. Dừng lại, gừ. Ruth lộ vẻ đau đớn, chật vật thốt ra một tiếng dừng lại, sau đó lại gào thét trong đau đớn. Dương Bách Xuyên đang thúc giục giọt máu của mình. Một giọt máu anh để lại trong cơ thể Ruth tương đương với nắm giữ tử huyệt của cô ta. Lúc này, một bóng đen như tia chớp lao đến với tốc độ cực nhanh, chính là ông lão dẫn Dương Bách Xuyên vào đây. Có lẽ ông ta là nô bộc của Ruth, thoát cái Dương Bách Xuyên nhìn thấy một con rơi to lớn hình người nhe răng nanh nhào tới. Điểm khác với Ruth là lông cánh của ông lão này màu đen, từ khí tức có thể thấy ông ta có thực lực tiên thiên tầng 1. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, thình lình đấm một cú vào đầu ông ta. Éc, á! Sau tiếng kêu thảm thiết, ông lão hay nói đúng ra là quỷ hút máu bị Dương Bách Xuyên đánh vỡ đầu, chết ngay lập tức. Lúc này, Dương Bách Xuyên ngừng triệu hoán giọt máu trong cơ thể Ruth. Anh nhận thấy giọt máu của mình đã dung hợp với máu của Ruth, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được liên kết tinh huyết, điều này giúp anh nắm giữ được sinh mệnh của cô ta. Đối với anh mà nói, nó chỉ là một giọt máu mà thôi. Nhưng đối với Ruth, giọt máu đó đã dung nhập vào dòng máu. Nếu Dương Bách Xuyên cưỡng chế lấy đi thì Ruth gặp họa ngập đầu. Vì thế Ruth xin tha. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Anh đã hơi hiểu ra, máu của anh có tác dụng lớn với quỷ hút máu, nhưng... một khi hấp thụ và dung hợp thì vận mệnh của đối phương sẽ nằm trong tay mình. Anh hoàn toàn không ngờ tới điểm này. Trước đây hai người giao đấu ở mộ Vũ Hầu, máu anh sử dụng thật ra là chú tinh huyết, mục đích ban đầu là đối phó Ruth, kết quả là Ruth nuốt mất. Cuối cùng còn chạy thoát. Lúc trước gieo nhân, bây giờ gặt quả. Đúng là nhân quả do ý trời. Có lẽ quỷ hút máu Ruth cũng không ngờ mình sẽ có ngày này.
Dương Bách Xuyên cưỡng chế triệu hoán giọt máu trong mạch máu của Ruth, làm cho cô ta chết đi sống lại, lộ ra nguyên hình, lúc này anh cũng dừng tay. Hiện tại anh không sợ Ruth sẽ giở trò. Dương Bách Xuyên đứng trước mặt Ruth, lạnh lùng hừ mũi, nếu cô không muốn chết thì khai ra tung tích của Liễu Linh Linh, không thì tôi sẽ thu lại giọt máu trong người cô cũng suy yếu luôn. Dương Bách Xuyên không nói đùa với cô ta. Ruth run rẩy đứng dậy, hai mắt biến về màu xanh dương như bình thường, đôi cánh, sau lưng chợt lóe lên ánh sáng đỏ rồi biến mất, khôi phục lại dáng vẻ con người. Cô ta nhìn Dương Bách Xuyên cười gượng, sau đó quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc của anh, Dracula Ruth bái kiến chủ nhân, chúc chủ nhân vạn phúc. Nói xong cô ta hôn mu bàn chân của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết một số lễ nghi phương Tây. Ví dụ như hôn mu bàn chân thể hiện sự tôn kính cao nhất của nô bộc trung thành đối với chủ nhân. Chủ nhân. Dương Bách Xuyên hơi sửng sốt, nhưng rồi anh chợt nghĩ ra điều gì, nhất định là liên quan đến tinh huyết. Đứng lên rồi nói, chuyện này là thế nào? Anh tin rằng quỷ hút máu Ruth sẽ nói cho anh biết thông tin mình cần. Cảm ơn chủ nhân vĩ đại, Ruth nguyện lòng làm nô bộc trung thành nhất của ngài, hiến dâng tất cả cho ngài. Xin chủ nhân hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của Ruth, Ruth làm vậy cũng vì muốn xác. Nhận quan hệ với chủ nhân. Ruth đứng dậy nhìn Dương Bách Xuyên, trong mắt đong đầy sự kính trọng. Đôi mắt xanh long lanh xinh đẹp ấy khiến tên họ Dương nào đó xốn sang. Trước tiên cô hãy nói cho tôi biết tại sao cô lại gọi tôi là chủ nhân. Dương Bách Xuyên ngắt lời đối phương, hỏi thẳng vào vấn đề. Vâng thưa chủ nhân. Lần trước đánh nhau với chủ nhân ở mộ Vũ Hầu là Ruth không biết sống chết, xem nhẹ huyết mạch của chủ nhân. Sau khi trở về tôi mới phát hiện huyết mạch của chủ nhân còn tinh khiết và cao quý hơn huyết mạch của gia tộc Dracula chúng tôi. Nhưng tôi biết máu của chủ nhân tuyệt đối không đơn giản. Ban đầu tôi muốn luyện hóa toàn bộ khí tức của chủ nhân trong tinh huyết, biến đổi tinh huyết cho bản thân sử dụng. Nhưng trong suốt mấy tháng ròng, tôi không thể luyện hóa hết ấn ký của chủ nhân. Cùng đường bí lối. Tôi bèn phong ấn tinh huyết trong người. Cho đến nửa tháng trước gia tộc tôi xảy ra nội loạn, tôi cắn răng dung hợp hoàn toàn giọt máu của chủ nhân. Không ngờ hành động đó giúp thực lực của tôi tăng vọt, tiến hóa một cấp. Theo cách nói của người Trung Quốc thì hiện tại tôi có thực lực tiên thiên tầng 9. Nhưng đồng thời tôi cũng phát hiện ra dấu ấn trong giọt máu của chủ nhân đã dung hợp vào huyết mạch của tôi biết có lẽ mình sẽ bị chủ nhân khống chế. Sự thật chứng minh giọt máu của chủ nhân có tác dụng lớn với tôi, nhưng tôi cũng phải chịu sự khống chế của chủ nhân. Ruth cam tâm tình nguyện dâng hiến cho chủ nhân. Nghe Ruth giải thích, Dương Bách Xuyên đã hiểu ra. Đúng như anh suy đoán, máu của anh đã giúp Ruth tăng thực lực, nhưng cũng khống chế cô ta. Chỉ cần anh thu lại máu thì Ruth sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí còn có khả năng mất mạng. Do đó, cô ta chỉ có thể lựa chọn thần phục. Dương Bách Xuyên nhìn Ruth. Có cảm giác rất kỳ lạ. Trước giờ anh chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ thu phục một cô nàng phương Tây, khụ khụ. Nói cho tôi biết Liễu Linh Linh đã xảy ra chuyện gì. Có phải bị cô bắt không? Hiện tại Dương Bách Xuyên lo lắng nhất là Liễu Linh Linh. Sắc mặt Ruth trở nên khó coi. Cô ta nhìn Dương Bách Xuyên, quỳ xuống trả lời, xin chủ nhân thứ lỗi, là do Ruth vô dụng, Linh Linh đã bị người của gia tộc tôi bắt đi. Nói rõ xem nào, Dương Bách Xuyên cảm thấy lòng nặng trĩu. Vâng thưa chủ nhân, chuyện là thế này. Ruth nhận thấy Dương Bách Xuyên phóng ra khí lạnh thì sợ hết hồn, vội vàng kể lại. Hóa ra 3 ngày trước Ruth mời Liễu Linh Linh đến lâu đài cổ của mình chơi. Bởi vì sau khi dung hợp máu của Dương Bách Xuyên trong cơ thể, cô ta phát hiện ra mình không thể luyện hóa ấn ký trong tinh huyết nên muốn liên lạc với Dương Bách Xuyên thông qua Liễu Linh Linh, thăm dò xem chuyện tinh huyết là thế nào. Nhưng ai ngờ trong thời điểm mấu chốt ấy, một người có thân phận địa vị cao hơn Ruth trong gia tộc tới. Tính ra thì người này là anh họ của Ruth, sau khi trông thấy Liễu Linh Linh, gã cưỡng chế đưa người đi. Dracula Amos. Gã nói máu của Liễu Linh Linh vô cùng tinh khiết, muốn đưa người đi cho tộc lão trong gia tộc hưởng thụ. Hưởng thụ ở đây nghĩa là hút máu, nhưng Ruth cảm thấy Amos thèm muốn Liễu Linh Linh thì đúng hơn. Thực lực của Amos cao hơn Ruth, thân phận địa vị cũng cao hơn một bậc, vì vậy Ruth đành chịu. Cấp bậc trong gia tộc quỷ hút máu vô cùng nghiêm ngặt, cô ta không dám chống đối Amos, trừ khi huyết mạch của cô ta tiến hóa lần nữa, vượt trên Amos. Cuối cùng,
Ruth chỉ có thể trơ mắt nhìn Amos đưa Liễu Linh Linh đi. Sau khi Liễu Linh Linh bị Amos mang đi, Ruth nghe ngóng được hướng đi của Dương Bách Xuyên, phát hiện đúng lúc anh đến nước Pháp, thế là hôm nay cô ta đích thân liên lạc với anh. Thứ nhất, Ruth tìm Dương Bách Xuyên để xác nhận huyết mạch trong cơ thể. Thứ hai là tìm Dương Bách Xuyên nghĩ cách cứu Liễu Linh Linh nếu có thể. Theo lời Ruth nói thì cô ta thật lòng coi Liễu Linh Linh là bản thân, cho nên mặc dù biết rõ quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh không bình thường, cũng điều tra được Dương Bách Xuyên giết thành viên Sương Hoa thuộc thế lực của gia tộc, nhưng sau khi trốn về nước đợt trước, cô ta không hề lợi dụng Liễu Linh Linh để uy hiếp Dương Bách Xuyên, trái lại. Còn bảo vệ cô, bởi vì đa số thành viên trong gia tộc biết quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh đều muốn dùng Liễu Linh Linh để kìm kẹp Dương Bách Xuyên, nhưng đều bị Ruth ngăn cản. Sau khi nghe Ruth kể xong, Dương Bách Xuyên cũng có điều nghi vấn. Ví dụ như với địa vị của Ruth trong gia tộc, cô ta dựa vào đâu mà có thể ngăn cản các thành viên trong gia tộc ra tay với Liễu Linh Linh, từ đó bảo vệ Liễu Linh Linh. Mà anh cũng hỏi ra vấn đề này. Ruth trả lời, thưa chủ nhân tôn kính, trước đây tôi thuộc tầng lớp giữa trong gia tộc, nhưng từ khi dung hợp huyết mạch cao quý của ngài, thực lực tăng lên, tôi cố leo lên tầng lớp cao. Gia tộc chúng tôi cũng giống gia tộc Trung Quốc, hay nói chính xác hơn là giới võ cổ, đều coi trọng thực lực. Đẳng cấp phân chia nghiêm ngặt từ tử tước, nam tước, bá tước, hầu tước đến công tước. Hơn nữa, huyết mạch thuần chủng mới có địa vị tuyệt đối. Tôi mang huyết mạch tổ hệ đời thứ 13, thế nên trước đây tuy là bá tước nhưng vẫn có chút thể diện. Sau khi tôi dung hợp máu của chủ nhân, hiện tại huyết mạch đã tiến hóa tới hầu tước trung cấp, tương đương với thực lực tiên thiên tầng 9 trung cấp ở võ cổ giả Trung Quốc các ngài. Amos là tổ hệ hầu tước cao cấp, thực lực tương đương tiên thiên tầng 9 hậu kỳ, tôi không phải là đối thủ của anh ta. Trong gia tộc chúng tôi và Amos đều là huyết mạch tổ hệ, cho nên cũng được xem là người có thân phận địa vị khá cao. Ngoại trừ tộc lão, tôi và Amos đều có tiếng nói nặng ký trong gia tộc. Đó cũng là lý do tôi có thể bảo vệ Liễu Linh Linh. Nhưng lần này Amos đích thân ra tay, tôi cũng đành chịu. Xin chủ nhân thứ lỗi. Người bị bắt đi rồi, bây giờ tôi trách cô cũng có ích gì đâu. Nghe ý cô thì tộc lão của gia tộc các cô là công tước phải không? Dương Bách Xuyên hỏi Ruth. Đúng vậy thưa chủ nhân, hiện tại gia tộc Dracula có một tộc lão công tước cánh vàng. Tính theo cảnh giới võ cổ Trung Quốc thì thực lực của ngài ấy đã vượt trên tiên thiên, cực kỳ đáng sợ. Chúng tôi chưa từng gặp tộc lão bao giờ. Có tin đồn tộc lão ẩn tu ngủ say trong thánh sơn quanh năm suốt tháng, mấy chục năm chưa chắc xuất hiện một lần. Tôi chỉ biết cứ cách 3 tháng Amos lại đưa mấy cô gái có dòng máu tinh khiết vào thánh sơn, cung cấp cho tộc lão hưởng thụ. Có lẽ lần này Amos bắt Liễu Linh Linh để dâng cho tộc lão. Dương Bách Xuyên nghe thấy cấp bậc công tước là tồn tại vượt trên tiên thiên, tâm trạng lập tức nặng nề. Anh sầm mặt, lạnh lùng cất lời, Thánh Sơn ở đâu? Lập tức dẫn tôi tới đó. Ruth nhìn Dương Bách Xuyên và nói, chủ nhân đừng vội, muốn đưa gái trinh vào Thánh Sơn hiến tế tộc lão phải chờ đêm trăng tròn. Còn 3 ngày nữa mới đến đêm trăng tròn, chắc hẳn Amos vẫn chưa đưa Liễu Linh Linh vào Thánh Sơn. Còn nữa, cửa Thánh Sơn không cho phép người ngoài bước vào, ngay cả Amos là người hầu hạ cũng chỉ có thể đi tới cửa động. Lối vào Thánh Sơn là một hang động. Thật ra tất cả mọi việc trong gia tộc Dracula đều do tôi và Amos xử lý. Anh ta chủ nội, tôi chủ ngoại, một số tộc nhân dòng bên hỗ trợ. À đúng rồi, cả lâu đài Dracula có 13 hầu tước tính cả tôi và Amos, trong đó chỉ có lâu đài cổ của tôi không phải là lâu đài chính thức của gia tộc Dracula. Thánh Sơn và gia tộc Dracula đều nằm trên dãy núi Can mà cách đây 300 dặm. Chủ nhân yên tâm, Liễu Linh Linh bị Amos cướp từ tay tôi. Tôi sẽ hỗ trợ chủ nhân cứu Liễu Linh Linh. Nghe Ruth nói xong, Dương Bách Xuyên nheo mắt cười khẩy, cô đang lợi dụng tôi phải không? Cũng có thể nói là mượn đao giết người, giết Amos để nắm quyền gia tộc Dracula. Cô không sợ tộc lão công tước của các cô ra ngoài giết cô à? Ruth bị Dương Bách Xuyên nhìn chòng chọc, toàn thân run lên, nhưng ngay lập tức ngẩng đầu nhìn anh, chủ nhân minh giám. Không dám giấu ngài, quả thật Ruth có ý định nắm quyền gia tộc Dracula. Trong những năm qua tôi và Amos đấu đá không ngừng, sớm muộn gì anh ta cũng giết tôi. Chỉ bằng tôi mượn sức chủ nhân giết Amos, nắm quyền gia tộc Dracula còn. Hơn ngồi im chờ chết. Tuy nhiên, có một điều xin chủ nhân cứ yên tâm.
Chờ khi nào tôi lên nắm quyền, gia tộc Dracula sẽ là của chủ nhân, Ruth sẵn lòng hiến dâng tất cả cho chủ nhân. Về phần tộc lão công tước ở Thánh Sơn, ngài ấy không quan tâm ai quản lý gia tộc, chỉ cần là người mang huyết mạch tổ hệ của gia tộc Dracula là được. Và lại tộc lão ở Thánh Sơn sẽ không ra ngoài, thậm chí tôi còn nghi ngờ ngài ấy còn sống hay không. Vì vậy chủ nhân không cần lo lắng, hiện tại tôi có thực lực hầu tước trung cấp, nếu chủ nhân hỗ trợ thì giết Amos dễ như trở bàn tay. Như vậy chủ nhân có thể cứu Liễu Linh Linh và nhận được vô số tài sản của gia tộc Dracula. Xin chủ nhân hãy ra tay, cũng mong chủ nhân lượng thứ cho Ruth. Ruth nói xong, cúi đầu thật sâu. Dương Bách Xuyên hơi sừng sốt, ai cũng bảo người Pháp không chỉ lãng mạn mà còn thẳng thắn, quả nhiên là thế. Ruth thức thời thừa nhận mình lợi dụng Dương Bách Xuyên giết Amos, Dương Bách Xuyên nghe xong không hề tức giận. Đối phương đã thừa nhận, cũng bộc bạch suy nghĩ trong lòng, chứng tỏ cô ta không ấp ủ âm mưu. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy cô ta không nói dối. Thậm chí Dương Bách Xuyên còn dao động bởi câu nói sau này gia tộc Dracula là của chủ nhân. Anh không tin gia tộc quỷ hút máu lâu đời ở châu U không có thiên tài địa bảo. Huống chi, chỉ riêng khối tài sản thuộc về gia tộc của Ruth ở thế tục đã là một con số khổng lồ, Dương Bách Xuyên không động lòng mới lạ. Anh cười khẩy, không ngờ cô dám nói thật. Ruth không dám lừa gạt chủ nhân, huyết mạch của chủ nhân vô cùng cao quý, thậm chí còn khiến tôi nghĩ tới tổ lão Dracula đời thứ nhất. Nghe đồn một giọt máu của ngài ấy có thể giúp bá tước tiến hóa thành hầu tước, thậm chí là công tước. Ruth nhìn Dương Bách Xuyên bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Quả thực cô ta có ý nghĩ này, hơn nữa ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt. Dù sao bản thân cũng bị Dương Bách Xuyên khống chế rồi, chỉ bằng bám víu Dương Bách Xuyên thật chặt, nói không chừng đối phương có thể giúp mình tiến hóa thành công tước cánh vàng thì sao. Trong đẳng cấp của quỷ hút máu, đặc điểm rõ ràng nhất là màu sắc của đôi cánh. Cấp thấp nhất là cánh đen, tiếp theo là cánh đỏ, sau đó là cánh vàng, cấp bậc cao nhất là cánh tím trong truyền thuyết, đó là thần linh. Hiện tại Ruth có cánh đỏ, nếu tiếp tục tiến hóa thì sẽ thành cánh vàng. Quỷ hút máu khao khát sức mạnh không thua gì võ cổ giả. Dương Bách Xuyên chăm chú nhìn Ruth, không phát hiện thấy dấu hiệu cô ta nói đối nên tạm thời tin tưởng cô ta. Nghĩ kỹ thì thật ra anh không cần lo lắng đối phương giở trò, bởi vì anh chỉ cần dùng ý nghĩ kích hoạt giọt máu trong cơ thể Ruth là có thể lấy mạng cô ta. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Dương Bách Xuyên cảm thấy đề nghị của Ruth rất tuyệt. Được, tôi đồng ý với cô. À này, cô nói Amos là hầu tước là cao cấp, còn cô là hầu tước trung cấp, tức là hai người chênh lệch một cấp. Nếu cô cũng trở thành hầu tước cao cấp thì có thể đối phó với Amos phải không? Dương Bách Xuyên cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra một cách. Có thể thử thăng cấp thực lực của Ruth, như vậy sẽ tăng thêm một tầng đảm bảo trong cơ thể cô ta. Đúng vậy thưa chủ nhân, chỉ cần tôi đạt tới hầu tước cao cấp, tôi tự tin mình có thể giết anh ta. Ruth gật đầu trả lời. Được, tôi sẽ ban cho cô một giọt máu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nó có thể giúp cô lên tới cấp bậc hầu tước cao cấp. Há miệng ra, Dương Bách Xuyên vừa nói vừa ép một giọt máu ra đầu ngón tay. Anh thầm niệm trong lòng, đồng thời lấy một giọt nước sinh mệnh trong bình càn khôn ra. Từ khi công hiệu của nước sinh mệnh tăng lên, anh chưa thử nghiệm trên người ai. Bây giờ vừa hay thử nghiệm hiệu quả trên người quỷ hút máu xem có. Công hiệu khác hay không? Ban máu là giả, đưa một giọt nước sinh mệnh cho Ruth mới là mục đích thật sự. Anh đưa ấn ký linh thức dung nhập vào nước sinh mệnh và tinh huyết tạo ra tầng đảm bảo thứ hai dành cho Ruth. Ruth nghe Dương Bách Xuyên nói xong thì nhìn thấy một giọt máu xuất hiện trên đầu ngón tay anh, không phải màu đỏ thẫm nhưng tràn đầy sóng linh khí. Điều quan trọng nhất là cô ta cảm nhận được một luồng sức mạnh sinh cơ cực kỳ mạnh mẽ truyền tới. Ruth vui như mở cờ trong bụng. Lập tức há miệng ra không chút do dự. Hỗn hợp máu và nước sinh mệnh bắn ra từ đầu ngón tay Dương Bách Xuyên bay vào trong miệng Ruth. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì thứ này có thể giúp Ruth tăng thực lực. Máu của anh khác máu bình thường. Anh là người tu tiên, gân cốt huyết mạch toàn thân tu luyện đến hiện tại không biết đã tôi luyện bao nhiêu lần, sử dụng biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Hơn nữa lần trước anh suýt mất mạng ở Hồng Kông, trực tiếp nằm trong mạch suối nước sinh mệnh. Cơ thể được tôi luyện cải tạo lại hoàn toàn. Vì thế, máu của anh thật sự không phải máu bình thường. Mà cội nguồn sức mạnh của quỷ hút máu chính là máu. Đối với Ruth mà nói, máu của Dương Bách Xuyên chính là thần dược.
Ruth há miệng nuốt giọt máu vào bụng. Ầm. Ngay cả Dương Bách Xuyên cũng nghe thấy tiếng nổ vang phát ra từ trong cơ thể Ruth. Sau đó, đôi mắt của Ruth biến thành màu đỏ như máu, cô ta phát ra một hét dài, gừ. Răng nanh nhọn hoắt lộ ra, đôi cánh sau lưng sải rộng, toàn thân Ruth tắm trong ánh sáng đỏ chói mắt. Hích, cô có cần phản ứng lớn như vậy không? Dương Bách Xuyên cũng giật mình khi nhìn thấy sự biến hóa của Ruth. Không ngờ uy lực của tinh huyết dung hợp với nước sinh mệnh lại có hiệu quả với Ruth nhanh đến vậy. Dương Bách Xuyên lùi về sau vài bước, xoay người đi đến tủ rượu ở phòng khách lấy một chai rượu vang, sau đó mở ra uống. Anh tu ừng ực như uống nhị hoa đầu chứ không phải uống rượu vang, lại càng giống như là đang uống nước giải khát. Xem chừng Ruth tiến hóa huyết mạch cần chút thời gian, anh sẽ chờ một lát vậy. Dương Bách Xuyên đảo mắt nhìn quanh thì thấy Ngô Mặc Thu đang ẩn thân ở cửa. Anh bèn gọi, Thu Nhi đến đây. Anh nhìn quanh lâu đài cổ của Ruth một vòng thì thấy có vẻ như không có nhân vật lợi hại nào xuất hiện. Ở nơi khác có một vài quỷ hút máu cấp thấp, chắc là nô bộc của Ruth, không tạo thành mối uy hiếp. Vì vậy anh bảo Ngô Mặc Thu đi ra. Tiên sinh uống rượu vang như vậy không đúng đâu. Trước đây em nghe cô chủ nói uống rượu vang phải nhâm nhi thưởng thức, còn anh là tu ừng ực. Khụ khụ. Dương Bách Xuyên suýt sặc vì câu nói của Ngô Mặc Thu. Anh không nghiên cứu về rượu vang. Xác thực rượu vang là một văn hóa ở Pháp, đúng là anh hơi lãng phí. Em cũng nếm thử đi, có cả một tủ to kìa, không uống thì phí. Khi nào đi em sẽ mang cho cô chủ vài chai. Không cần phiền phức như vậy, anh làm ảo thuật cho em nè, he he. Tên họ Dương nào đó cười khúc khích, anh không giấu giếm Ngô Mặc Thu, vô cùng tin tưởng cô bé này và kiều phúc với Ngô Mặc Hạ. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa quay mặt về phía tủ rượu kê sát tường, sau đó vung tay lên, trong lòng thầm niệm một chữ thu. Tức thì toàn bộ rượu vang đều bị tên họ Dương nào đó thu vào trong không gian bình càn khôn, không trở lại một chai nào. Ngô Mặc Thu thấy vậy, mắt chữ A mồm chữ O. Dương Bách Xuyên cười hành hịch, đây là thủ đoạn dịch chuyển không gian. Sau này anh sẽ làm cho em một pháp khí không gian. Cảm ơn tiên sinh. Ngô Mặc Thu vui mừng. Trong lúc hai người nói chuyện, lại có thêm một tiếng hét dài, gừ. Nháy mắt ánh sáng trên người Ruth đã đổi màu, biến thành màu vàng nhạt. Kế tiếp, trên người cô ta tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Sau đó, ánh sáng màu vàng biến mất, Ruth hiện ra, ánh mắt và đôi cánh sau lưng cô ta đều biến thành màu vàng nhạt. Dương Bách Xuyên biết huyết mạch của cô ta đã tiến hóa. Quả nhiên Ruth lên tiếng, chủ nhân vĩ đại, Ruth cảm ơn ngài đã ban sức mạnh huyết mạch giúp tôi thăng cấp lên đẳng cấp công tước. Ruth nhất định sẽ phục vụ ngài, coi ngài là thần linh suốt cuộc đời. Công tước, quỷ hút máu công tước cánh vàng. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng ngẩn ra. Anh không ngờ một giọt nước sinh mệnh pha với máu lại giúp Ruth tiến hóa một cảnh giới lớn. Trước đó cô ta nói mình là hầu tước trung cấp, mà hầu tước tương đương với võ cổ giả tiên thiên tầng 9 trung cấp. Bây giờ Ruth là công tước, vậy chẳng phải, cô ta đã vượt trên cảnh giới tiên thiên rồi ư? Đúng là trong cảm nhận của Dương Bách Xuyên, hiện tại Ruth mạnh vô cùng, mạnh hơn tất cả tiên thiên tầng 9 anh từng gặp. Có điều Dương Bách Xuyên rất khó hiểu, theo lý thì Ruth đã vượt trên tiên thiên, cả thực lực lẫn tu vi đều cao hơn anh, nhưng anh không cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Anh thầm nghĩ có lẽ chuyện này liên quan đến khế ước chủ tớ dưới sự khống chế của tinh huyết. Bất kể Ruth mạnh đến mấy, tính mạng, vẫn nằm trong tay anh. Đúng vậy thưa chủ nhân vĩ đại, hiện giờ tôi đã tiến hóa đến công tước sơ cấp. Lúc này ánh mắt Ruth nhìn Dương Bách Xuyên tràn đầy kính nể và cuồng nhiệt, thật sự coi anh là thần linh. Về phía Dương Bách Xuyên, cảm ứng liên kết với Ruth cũng sâu sắc hơn, anh có thể cảm nhận được mọi thứ liên quan đến tinh huyết trong người đối phương một cách rõ ràng hơn. Tóm lại là hiện giờ Ruth hoàn toàn chịu sự khống chế của Dương Bách Xuyên. Thậm chí Dương Bách Xuyên có cảm giác chỉ cần mình nghĩ trong đầu là có thể khiến Ruth sống không bằng chết, đó là cảm giác nắm giữ sự sống chết của người khác. Chúc mừng cô, nói vậy thì bây giờ cô đi đối phó với Amos đã nắm chắc phần thắng nhỉ? Dương Bách Xuyên hỏi. Đúng vậy thưa chủ nhân, trong đẳng cấp huyết mạch của gia tộc quỷ hút máu chúng tôi có uy áp tự nhiên. Bây giờ Amos mà đứng trước mặt tôi, chưa chắc anh ta sẽ ra tay. Trong mắt Ruth lóe lên tia sáng. Ok, vậy
vậy thì chúng ta lập tức đến Thánh Sơn của gia tộc các cô. Nếu Liễu Linh Linh xảy ra chuyện thì đến lúc đó đừng trách tôi. Dương Bách Xuyên nói với Ruth trong tâm trạng lo lắng. Tuân lệnh chủ nhân, mời chủ nhân đi theo tôi. Ruth thu lại đôi cánh màu vàng nhạt, tiện tay lấy một chiếc áo khoác đen trên giá treo quần áo mặc vào. Lưng áo cô ta đã bị cánh xé rách, để lộ một vùng trắng như tuyết. Dương Bách Xuyên nhìn mà nuốt nước miếng. Trong lúc mặc quần áo, Ruth nhìn thoáng qua Ngô Mặc Thu đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên, ánh mắt nghiền ngẫm. Nhưng Ruth không hỏi nhiều, bởi vì cô ta biết Dương Bách Xuyên thần bí, mà Dương Bách Xuyên cũng không giải thích với cô ta. Khi ba người đi ra ngoài, Ruth đột nhiên nói, thưa chủ nhân vĩ đại, thật ra những chai rượu vang ngài lấy lúc nãy không phải loại tốt nhất. Ở hầm rượu của gia tộc Dracula có rượu vang ngon nhất nước Pháp, đến lúc đó Ruth sẽ tặng chủ nhân. Khụ khụ, được, sắc mặt tên họ Dương nào đó đỏ bừng. Dù sao anh cũng lấy rượu vang của người ta khi chưa có sự đồng ý, đây là trộm cắp đó. Nhưng da mặt anh đủ dày, hắng giọng vài tiếng hòng lấp liếm cho qua. Sau đó anh hỏi, à Ruth này, gia tộc Dracula các cô có bức tranh đôn hoàng phi tiên xuất xứ từ Trung Quốc không? Thưa chủ nhân, gia tộc Dracula có kho cất giữ chuyên dụng. Mấy trăm năm qua, đặc biệt là đầu thời kỳ chiến tranh nha phiến, gia tộc tôi đã có người chuyên sưu tầm đồ cổ văn vật của Trung Quốc. Tôi không biết bức tranh đôn hoàng phi tiên gì đó, nhưng nếu gia tộc có thì chắc chắn nó đang nằm trong kho cất giữ của gia tộc. Trước kia Amos từng ra lệnh cho thành viên Sương Hoa chuyên thu thập văn vật báu vật của Trung Quốc, chắc là có đấy. Sau khi giết Amos, Ruth sẽ dẫn ngài đến kho cất giữ. Khi Ruth nói đến kho cất giữ, cảm xúc không hề dao động, như thể đang nói về đồ của Dương Bách Xuyên. Điều này khiến trái tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch. Gia tộc Dracula là gia tộc quỷ hút máu lâu đời ở châu Âu, ai mà biết được trong kho báu nhà bọn họ cất giữ bao nhiêu đồ tốt. Nhưng chắc chắn là sẽ khiến người ta động lòng. Dương Bách Xuyên rất hài lòng về Ruth, cười ha hả nói, mau đi thôi. Anh sốt sắng lắm rồi, bây giờ lập tức đi cướp kho báu của gia tộc Ruth. Sau khi ba người đến gara ô tô, Dương Bách Xuyên lại được mở mang tầm mắt. Trong hầm đậu xe rộng lớn, xe xếp thành từng hàng. Cho dù Dương Bách Xuyên không nghiên cứu về xe hơi cũng có thể nhìn ra xe ở đây toàn là xe xịn. Bên trái là xe thể thao, bên phải là đủ loại xe việt dã, thương vụ. Cuối cùng Dương Bách Xuyên bảo Ruth lái một chiếc xe thương vụ khiêm tốn lên đường. Bọn họ đi giết người và cứu người, chứ không phải đi hóng gió. Người lái xe là Ruth, thật ra tuổi của người phụ nữ này không nhỏ chút nào. Cô ta từng nói mình đã sống hơn 100 năm. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó, cô ta học được rất nhiều kỹ năng, lái xe chỉ là chuyện nhỏ. Ba người lập tức xuất phát từ lâu đài cổ của Ruth, đi thẳng tới Thánh Sơn của gia tộc Dracula cách hơn 300 dặm. Trước đó Dương Bách Xuyên còn lo lắng về tộc lão ẩn tu trong Thánh Sơn, cũng là quỷ hút máu công tước kia. Nhưng bây giờ Ruth cũng tiến hóa tới cấp bậc công tước, anh không lo lắng nữa. Hy vọng Liễu Linh Linh bình an vô sự, tuyệt đối đừng bị quỷ hút máu cắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.